Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2. Tập 79. Chương 781, Chim Én trở về 2. Mức độ thảm liệt trên chiến trường làm Lôi Áo Ni khiếp sợ, nàng chưa bao giờ chứng kiến cuộc chiến quy mô lớn như vậy. Sau khi dừng ngựa quan sát, nàng lại bị cuộc chiến quyết liệt thu hút, quên cả cơn đau ở mông với đùi. Đại đương gia, lãnh địa của vương có người tạo phản sao? Bên nào mới là người của chúng ta? Năng lực thích ứng của Lôi Áo Ni hết sức cường hãn, mới đó thôi còn tái mặt, vậy mà giờ đã chuyển sang phấn khích rồi, thậm chí còn có chút hâm hở muốn xông vào giúp người nhà. Hàn Tú Phân lắc đầu, đều không phải, chúng là thế lực khác. Huyện Tôn hy vọng thông qua chiến tranh giải quyết hết mâu thuẫn trong một lần, sau đó thiên hạ mới thái bình. Lôi Áo Ni không hiểu cho lắm, lý luận thật kỳ quái. Hàn Tú Phân nhìn hai quân chém giết tưng bừng cũng lười phân biệt bên nào đánh nhau với bên nào, thở dài, mảnh đất này quá cổ xưa, quá rộng lớn. Không cách nào quản lý một cách tỉ mỉ, mới đầu lập quốc chỉ còn cách chấm phá để cai trị thôi, thôi đi nào, đừng làm phiền người ta nữa. Có lẽ thám báo phát hiện ra đoàn người Hàn Tú Phân mặc giáp kiểu Lam Điền, hai bên không hẹn mà cùng ngừng giao chiến, nhìn đội ngũ cách đó một dặm với ánh mắt đầy cảnh giác. Đợi đám Hàn Tú Phân rời chiến trường, thám báo xác định đúng là chỉ đi ngang qua, thế là cuộc chiến lại tiếp tục lao vào chém giết nhau tưng bừng. Rời khỏi Giang Tây, đại hồ đầy hỗn loạn khói lửa và hoang tàn, hiện ra trước mắt Lôi Áo Ni là một thế giới hoàn toàn khác. Không có chiến tranh, không có bức hại, không có bách tính thấy đội ngũ đông người là vội vàng trốn tránh nữa. Nơi này đẹp quá. Sau khi tiến vào thành Nhạc Dương phồn hoa, buồng trắng dày đặc ngoài bến, Lôi Áo Ni rốt cuộc được lần nữa hưởng thụ cuộc sống quý tộc của mình. Bằng vào số tài phú các nàng mang theo tất nhiên tới đâu cũng sử dụng những thứ đỉnh cấp nhất. Hàn Tú Phân hết sức nóng lòng quay về Lam Điền, càng về gần nhà, lòng nàng càng thêm cồn cáo, vốn không định nghỉ ngơi. Chỉ là nghĩ tới cái mông đáng thương của Lôi Áo Ni mới mở lòng từ bi ở lại Nhạc Dương, nếu như dựa theo ý muốn của nàng thì chẳng muốn ở đây dù chỉ một khắc. Mặc dù nha đầu đó thường xuyên bị hết thứ nọ đến thứ kia thu hút quên cả thương tích, nhưng Hàn Tú Phân vẫn nhớ, thứ đó đâu phải quên đi thì nó biến mất. Động đình hồ khói sóng mênh mông, Hàn Tú Phân ngồi thuyền lớn rời Nhạc Dương để Lôi Áo Ni được nghỉ thêm vài ngày. Lên tới thuyền, Lôi Áo Ni lập tức sống lại, tinh thần gấp bội. Mỗi khi có cái thuyền nhỏ đi ngang qua là hỏi người ta bán cái gì. Kể cả không phải người ta đi buôn bán, cứ nhìn chúng là nàng mua bằng được, chất cả đống thứ kỳ quái trên thuyền, nhiều nhất là các loại đồ ăn. Gió ở trên động đình hồ rất lớn, có điều so với sóng gió trên biển thì chẳng hề có chút uy hiếp nào. Thuyền từ động đình hồ tiến vào Trường Giang, sau đó từ Vũ Xương đi tới Hán Thủy, sau đó ngược dòng tới Tương Dương, Lôi Áo Ni lại lần nữa thống khổ đối diện với chiến mã. Trên đường về Hàn Tú Phân tình cờ gặp Lôi Hằng cũng trên đường về Lam Điền. Hán tử chất phác nhiều năm trước đã biến thành đại tướng quân uy phong lẫm liệt rồi, gặp nhau giữa đường, tất nhiên sinh ra cảm khái. Chỉ là Lôi Hằng không cho Hàn Tú Phân xoa đầu hắn nữa, cho dù Hàn Tú Phân thể thốt đó là thói quen chứ không cố ý, Lôi Hằng vẫn không tha thứ cho nàng. Bởi vì vừa rồi gặp nhau, Hàn Tú Phân liền đặt tay lên đầu hắn, còn hắn không ngờ lại theo bản năng hơi cúi đầu xuống cho nàng xoa, thái độ vô cùng thuần phục. Đây là đại sỉ nhục. Mấy năm qua ta mạnh lên rất nhiều, tỷ không đánh được ta nữa đâu. Lôi Hằng nghiến răng, Hàn Tú Phân cười lớn, năm xưa nếu không phải do tỷ giúp ngươi đánh đuổi tên sắc quỷ Tiền Thiểu Thiểu, lão bà của ngươi làm gì giữ được tấm thân hoàn bích mà gả cho ngươi. Tới đây, cho tỷ tỷ thân thiết một chút nào. Lôi Hằng phẫn nộ, đó là do Oánh Oánh biết giữ mình. Hàn Tú Phân nói đầy ẩn ý, cứ tự lừa bản thân như thế đi. Vì vậy Lôi Hằng không chịu đi cùng đường với Hàn Tú Phân nữa, quá tổn thương tự tôn, tới nửa đêm hắn lén lút rời khỏi dịch trạm, đợi Hàn Tú Phân phát hiện ra thì Lôi Hằng đã đi một canh giờ rồi. Hắn cũng là một vị bá tước à? Hàn Tú Phân đùng đùng nổi giận, hành vi lén lút đó thật đáng khinh, hắn không xứng. Đối diện với Lôi Áo Ni đầu óc chỉ toàn phong tước quý tộc, Hàn Tú Phân không cách nào giải thích cho nàng hiểu hệ thống quan viên Lam Điền. Lôi Áo Ni khao khát thành quý tộc, nhưng mà thứ Lam Điền muốn đánh đổ nhất chính là quý tộc.
lãnh địa Lam Điền không cho phép có tước vị gì nữa. Hàn Tú Phân rất hiểu Vân Chiêu, nếu có thể, y sẽ giết sạch mọi quý tộc trên đời. Lần này về Lam Điền, Lôi Áo Ni định sẵn là không có được danh hiệu nam tước mà nàng luôn một lòng khao khát, rốt cuộc có được chức quan gì thì phải xem đánh giá của Quân Vũ Ti. Có điều Vân Chiêu đã đồng ý cho Lôi Áo Ni lập hộ tịch Lam Điền, nói cách khác nàng sẽ được cấp 100 mẫu đất. Mấy năm qua Lôi Áo Ni đích thực đã giúp đỡ hải quân Lam Điền rất nhiều, thậm chí nói nàng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nàng nhiều lần lợi dụng sự hiểu biết của mình với công ty Đông Ấn Hà Lan, giúp bọn họ có được không ít thắng lợi. Trên con đường phản bội cha mình, Lôi Áo Ni đã đi rất xa, thậm chí có thể nói là si mê. Có lẽ huyện Tôn nên kiếm một hòn đảo ở Nam Dương sắc phong cho Lôi Áo Ni. Ví như Nam Tước đảo Hỏa Địa chẳng hạn, dù sao hòn đảo đó có Lưu Huỳnh, cần người trú quân, khai thác. Sau khi vào quan trung, hai mắt của Lôi Áo Ni trở nên quá thiếu rồi, nàng thề, nàng đã thấy Trường An trong truyền thuyết rồi, kỳ thực bọn họ mới đi vào Đồng Quan. Thật giàu có, đây là lãnh địa của vương. À, không, đây chỉ là một thành quan bình thường. Đừng nói là Lôi Áo Ni giật mình, tới ngay cả Hàn Tú Phân cũng không ngờ Đồng Quan năm xưa chỉ là một tòa binh thành lại phát triển tới quy mô thế này. Không phải là nói Đồng Quan rộng lớn, mà là nơi này đông đúc kinh người. Vân Dương bao năm qua ở Đồng Quan chẳng làm gì ngoài việc thu nạp lưu dân nhập quan. Nhiều lưu dân vì dịch bệnh không có tư cách vào quan trung liền ở lại bên ngoài, kết quả là họ ở lì luôn ở đó thành ra lập nghiệp, chẳng đi nữa. Thành trì cao lớn thế này, đại đương gia chắc nó không phải là vương thành chứ. Dù gì cô cũng 6 năm rồi chưa về mà, hẳn là không biết. Dọc đường cô thấy bao nhiêu thành quan như thế, tới đâu cô cùng nói là vương thành, đừng có vô tri như vậy được không, xem đi, bọn chúng cười cô đấy. Khi tường thành sừng sững của Trường An xuất hiện ở chân trời, mặt trời từ sau lưng tường thành bay lên. Tòa thành bao phủ trong sương mù đó hiện ra trước mắt với tư thái hùng bá thiên hạ, Lôi Áo Ni không còn sức kêu lên nữa, vì dù là đồ ngốc cũng biết, tới vương thành rồi. Khi Lôi Áo Ni lấy lòng sùng kính cao nhất chuẩn bị vào tòa thành khổng lồ đó, Hàn Tú Phân lại dẫn nàng đi qua cổng thành lên bá kiều. Thế là Lôi Áo Ni im lặng, lòng tin của nàng bị đả kích vô số lần rồi, không dám khẳng định cái gì nữa. Nhưng mà vóc dáng Vân Chiêu trong lòng Lôi Áo Ni đã được nâng cao tới vô hạn, giống như một ma vương vậy. Vừa rồi đi qua một tòa thành toàn là khói than ô nhiễm, rất có khả năng là xào huyệt của ma vương. Ngọc Sơn ở ngay trước mắt, vẫn mây mù lượn lờ, vẫn cao xuyên tầng mây, vẫn làm người ta hoài niệm như thế. Hàn Tú Phân nhảy xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất hôn liên tục lên mặt đất cứng như đá, hai hàng lệ nóng trào ra. Nàng hướng về Ngọc Sơn hô lớn, ta về rồi. Chương 782, chim én trở về, 3. Vân Dương về, Vân Chiêu chỉ muốn chửi hoặc là đánh hắn, cướp khoai lang của hắn rồi đuổi đi. Cao Kiệt, Lý Định Quốc về, Vân Chiêu nhất định nghênh đón long trọng, uống thật say. Giải Trại, Chu Tước, Thanh Long về, Vân Chiêu nhất định bày tiệc lớn, triệu tập quan viên trọng yếu của Lam Điền ra đón. Vân Phúc, Vân Hổ, Vân Báo, Vân Tiêu, Vân Giao về, Vân Nương sẽ cùng Phùng Anh, Tiền Đa Đa bày tiệc chiêu đãi ở nội trạch, còn Vân Chiêu có xuất hiện hay không thì không quan trọng. Hàn Lang Sơn trở về, Vân Chiêu ngồi dưới gốc cây hồng gật đầu với hắn một cái, thế là hắn hài lòng về túc xá thư viện ngủ. Bây giờ Hàn Tú Phân về, Vân Chiêu đợi nàng ở sân bắn cung. Sau đó Lôi Áo Ni kinh khủng nhìn Hàn Tú Phân đi tới vị trí bia bắn, không chỉ thế còn khinh miệt ngoắc ngoắc ngón tay với người tuấn tú như ma vương từ địa ngục chui lên. Mũi tên bay vèo tới phía Hàn Tú Phân, Lôi Áo Ni sợ hãi bịt chặt miệng, nàng lo tên ma vương kia giết xong Hàn Tú Phân sẽ giết cả nàng, khoảng cách 50 bước. Cho nên Hàn Tú Phân dễ dàng bắt được mũi tên không có đầu, Vân Chiêu bắn liền 3 mũi tên, Hàn Tú Phân dùng tay không bắt cả 3. Không bắn chết được Hàn Tú Phân, ma vương anh tuấn đó có vẻ không vui, hừ một tiếng ném cung bỏ đi. Trời ơi, hắn tha chết cho cô rồi. Lôi Áo Ni chạy ngay tới ôm lấy Hàn Tú Phân, vì vị đại đương gia tưởng chừng sắp mất đi này mà khóc nức nở. Hàn Tú Phân ném tên đi, tiễn pháp của y ngày một tệ, mấy năm qua chắc lười lắm rồi. Y muốn giết cô đấy, muốn lấy đầu lâu của cô làm chén rượu. Lôi Áo Ni vẫn hét lên trong cơn hoảng loạn, đừng nói linh tinh, không phải vậy đâu. Hàn Tú Phân cũng không nói cho Lôi Áo Ni biết vì sao Vân Chiêu dùng cung bắn mình, nàng thấy chẳng có gì phải nói, trên đường đi châu Âu. Nàng làm trái lệnh Vân Chiêu 3 lần, bị bắn 3 mũi tên còn là nhẹ,
phạm sai lầm phải bị trừng phạt, ở Thư viện Ngọc Sơn đó là chuyện bình thường, chẳng ai oán trách. Còn về phần trừng phạt ra sao thì Vân Chiêu định đoạt. Vân Chiêu bắn tên chẳng có sức gì cả, Hàn Tú Phân tất nhiên cảm thụ được tình nghĩa ẩn chứa trong mũi tên đó, vậy là đủ. Tình nghĩa không đổi, vậy thì không có gì thay đổi. Đi vào Thư viện Ngọc Sơn, bên cạnh Hàn Tú Phân chỉ còn lại mỗi Lôi Áo Ni, đám thuộc hạ thổ phỉ bị nàng đuổi hết đi hết trước khi vào thành Ngọc Sơn rồi. Quét mắt qua đám gà nhép yếu ớt thư viện, Hàn Tú Phân rất không hài lòng, nàng sải bước đi qua phòng học cao lớn. Thi thoảng có một hai người tình cờ nhìn thấy đang nói cười liền chết đứng tại chỗ, hoặc run sợ lẩm bẩm Hàn Ma Vương về rồi. Hàn Tú Phân hừ mũi không thèm để ý đi thẳng tới khu túc xá nữ sinh ở phía sau. Những lão tiên sinh ở thư viện thấy Hàn Tú Phân đều dừng chân, tiếp nhận lễ bái, còn tốt nghiệp sinh ở lại thư viện làm tiên sinh thì phải khom lưng thi lễ, gọi một tiếng đại tướng quân. Đám học tử trẻ trong thư viện đều hoang mang nhìn nữ tử hùng tráng như núi đó, không hiểu sao nàng lại được kính trọng như vậy. Đến tận khi có người la lên thất thanh phân mặt to, học sinh thư viện mới choàng tỉnh, tranh nhau kéo tới nhân vật truyền kỳ của thư viện. Thì ra đây là Hàn Ma Vương trong truyền thuyết, người từng đánh cho nam sinh ba khóa đầu té đái vãi phân, không ai chống nổi. Lôi Áo Ni rụt rè nhìn đám học sinh chen lấn xung quanh, cẩn thận cười nịnh, nấp sau lưng Hàn Tú Phân. Thân thể nặng nề của Hàn Tú Phân đi trong đám đông như rùi công thành, chen ra một khe hở xông ra ngoài tiến về phía kẻ dám gọi ngoại hiệu của nàng. Một thanh y nam tử mặt mày âm u đứng chặn đường Hàn Tú Phân, hai cánh tay đan vào nhau đỡ một đấm nặng như búa bổ của Hàn Tú Phân. Sau đó mượn đà xoay người quét chân qua, đánh về phía cổ Hàn Tú Phân như roi quất. Hàn Tú Phân tay phải chắn ở cổ, đỡ cú đá kia, tay trái biến thành đao chém xuống như chớp. Nam tử kia lùi lại phía sau, nàng cười gằn. Mấy năm qua ngươi tiếng tăm lắm, tưởng bản lĩnh thế nào, rốt cuộc thấy tỷ tỷ cũng chỉ biết né tránh thôi à. Hàn Lăng Sơn hai tay đỡ một đấm toàn lực của Hàn Tú Phân muốn tê đi, bề ngoài không chịu tỏ ra yếu thế, không tệ, ở ngoài biển ăn cá nhiều mà sức lực không giảm tí nào. Dù có giảm thì ngươi mãi mãi chỉ là lão nhị mà thôi. Ta có lão nhị, thứ cô mãi mãi không có. Đánh nhau. Hai người đã đánh qua vô số lần rồi, thử sức một lần là biết đánh nữa cũng không có kết quả, cho nên hết sức tự nhiên từ tổn thương vật lý chuyển sang đả kích tinh thần đối phương. Rất rõ ràng hai người này tuy chỉ giao thủ 2-3 chiêu, Hàn Tú Phân sức lực lớn hơn, nhưng nhanh nhẹn không bằng, kết quả là ngang ngửa. Đó là kết quả mà Lôi Áo Ni nhìn ra. Đang lúc nàng bị đám đông chen qua đẩy lại không biết làm sao, một man tử có giọng nói ba phạt lợi á dễ nghe nói bên tai nàng. Đừng lo, bọn họ là bằng hữu cũ, lâu ngày không gặp, đó là cách chào hỏi của họ thôi. Lôi Án Ni xoay người sang, trái tim tức thì đập loạn xạ, cho dù đó là một nam tử phương Đông, nàng vẫn thấy người này quá đẹp trai. Nhất là đôi mắt biết nói kia nhìn nàng đầy ấm áp, khiến toàn thân nàng bủn rủn, quên cả trả lời. Nàng là Lôi Áo Ni phải không? Ta sớm nghe trong hải quân Lam Điền xuất hiện một đóa hoa hồng ba phạt lợi á, lần đầu tiên được gặp. Thật danh bất hư truyền. Lôi Áo Ni hết sức tự nhiên đưa tay cho nam tử đẹp đẽ đó. Tay của hắn rất ấm, mịn và khô. Hai bàn tay nắm lấy nhau rất vừa vặn. Cứ thế cùng nhau rời khỏi chiến trường hỗn loạn. Tiên Thiểu Thiểu, ngươi muốn làm gì? Hàn Tú Phân phẫn nộ quát lên. Cái chân trắng kiện quét về phía Tiên Thiểu Thiểu như gió lốc. Tiên Thiểu Thiểu phải buông bàn tay nhỏ của Lôi Áo Ni ra. Hai tay ấn lên chân Hàn Tú Phân, thuận thế bay ra xa. Ta chỉ muốn dẫn Lôi Áo Ni đi tham quan thư viện. Tiên Thiểu Thiểu cẩn thận giữ khoảng cách với Hàn Tú Phân, hắn quá hiểu nếu tới quá gần, bị nữ nhân này quấn lấy. Kết cục duy nhất là kiệt sức sau đó bị bạo hành thê thảm, đúng, hắn trải qua chuyện đó rồi. Ngươi tránh xa Lôi Áo Ni ra. Hàn Tú Phân cẩn thận che Lôi Áo Ni ở phía sau, như sư tử mẹ bảo vệ sư tử con, dặn Lôi Áo Ni, sau này đừng có ở riêng với tên nó. Dung mạo của cô với hắn mà nói vô cùng độc đáo, đợi hắn nếm thử thứ tươi mới xong là chạy ngay. Hắn có lão bà rồi, đừng nghe lời đường mật của hắn. Bị Hàn Tú Phân lôi đi, Lôi Áo Ni vẫn quay đầu nhìn mỹ nam tử kia đầy quyến luyến, người đó thực sự quá đẹp trai. Giống như vương tử trong câu chuyện vương tử và công chúa mà mẹ nàng từng kể. Phòng của Hàn Tú Phân vẫn bừa bộn như cũ, giống phòng của vu bà, trên trông đầy một đống bình bình hũ hũ. Chai chai lọ lọ, vô cùng lộn xộn, hết sức sạch sẽ. Trong phòng có một cái giường lớn và một cái giường nhỏ, Hàn Tú Phân chẳng chút hình tượng ngã người xuống giường lớn,
vùi đầu vào trong gối hít sâu một hơi, lão tử rốt cuộc cũng về rồi, ta phải ngủ giường nhỏ à? Lôi Áo Ni nhìn cái giường nhỏ với ánh mắt chê bai, cô thì biết gì chứ, muốn ở phòng tốt thì Trường An chẳng thiếu, muốn xa hoa thế nào cũng có, muốn ở đây thì chỉ có thế này thôi. Chẳng những chúng ta phải tự dọn phòng, y phục phải tự giặt. Nhưng cô biết bao người trên đời này nguyện vì nó mà liều hết tất thảy để có không? Thôi, không nói nữa, chúng ta đi tắm rửa trước, tắm rửa xong tới nhà ăn ăn cơm xong tôi dẫn cô đi thăm tỉ muội ngày xưa. Yên tâm, cô sẽ thích nơi này. Hàn Tú Phân đem khăn mặt, xà phòng, chậu gỗ ném cho Lôi Áo Ni, lấy y phục để thay tới nhà tắm. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 783, giới hạn của Vân Thị. Từ khi quay về cái ngôi trường kiểu tư ba đạt này, Lôi Áo Ni phát hiện ra Hàn Tú Phân không còn là đại đương gia sát phạt quyết đoán, mưu tính sâu xa làm gì cũng có phương pháp có trật tự nữa. Về tới đây, liền biến thành một nữ tử đơn thuần, còn có chút ngốc nghếch. Thật đấy, Lôi Áo Ni thề, mặc dù nếu nói lời này với đám hải tặc ở đảo Thiên Đường sẽ chẳng ai tin đâu, nhưng mà đúng thế mà. Hàn Tú Phân tựa hồ rất hưởng thụ cuộc sống nơi này, có lẽ đúng như Hàn Tú Phân nói, đây là nhà của nàng. Sau khi bị bao vây ở nhà tắm, Lôi Áo Ni cảm thấy mình giống như con thỏ trắng bị vô số sói đói chà đạp, giờ bị ném lên cái giường rách nát, vô cùng tủi thân. Hàn Tú Phân nhìn Lôi Áo Ni nằm co ro trên giường như nạn nhân vừa bị bạo hành, nửa buồn cười nửa bực mình, bọn họ đều là nữ nhân thôi, có cần thế không? Không, ánh mắt họ còn tham lam hơn đám nam nhân. Lôi Áo Ni nghĩ lại mà dùng mình, nàng không biết thân thể mình bị đụng chạm bao lần rồi, họ tò mò thôi, vài bữa là chán ấy mà. Nào, dậy đi, ta đưa cô đi ăn món ăn ngon nhất, đại sư tỷ của ta nấu ăn số một trên đời đấy. Không, ta không muốn đi đâu hết, có khi cô được gặp tên hào sắc kia đấy. Hàn Tú Phân dụ dỗ, được rồi, chúng ta trang điểm một chút rồi hẵng đi. Lôi Áo Ni quên ngay chuyện vừa xảy ra, Hàn Tú Phân khoái hoạt như con chim nhỏ, còn Lôi Áo Ni mỹ lệ là chiến lợi phẩm của nàng. Trời đã khuya, Vân Chiêu nghe người báo Hàn Tú Phân vừa được Tiền Đa Đa chiêu đãi một bữa linh đình ôm cái bụng no căng trở về rồi thì ngáp dài. Nói với Bùi Trọng, văn thư của Hàn Tú Phân có thể đem lưu trữ rồi. Bùi Trọng lấy văn thư Hàn Tú Phân, bên trên đóng dấu hai chữ lưu trữ màu lam, sau đó sai người tới phòng lưu trữ. Văn thư một khi đem lưu trữ, Vân Chiêu sẽ quên chuyện trên đó. Chuyện quá, khứ rồi, giai đoạn mới bắt đầu cần quên đi chuyện cũ. Nếu không trong đầu chứa quá nhiều chuyện cũ, chuyện không hay sẽ dần tích lũy, cuối cùng giống quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, tạo ra trận lở tuyết, thành tai nạn. Con người là động vật kỳ quái, thiện cảm là thứ mà ánh mắt đầu tiên đã thấy, nhưng nó không tích lũy được, chỉ có chuyện xấu là tích lũy. Đó là nguyên nhân con người trở mặt thành thù, én bay đôi ngả. Vân Chiêu quyết định quét dọn định kỳ. Ném hạt lạc vào miệng, lạc bị răng y nghiền, chẳng mấy chốc mà nát. Nay Đại Minh với Vân Chiêu mà nói giống hạt lạt này, chỉ cần y muốn thì có thể nghiền nát giữa hai hàm răng bất kỳ lúc nào. Về tới hậu trạch, mẹ đang tán gẫu cùng Vân Phúc, Vân Hổ, Vân Giao, Vân Báo, Vân Tiêu. Vân Phúc ngồi trên giường gấm ngủ gật, Vân Hổ uống rượu hết chén này tới chén khác, Vân Giao mấy năm qua tin Phật, tay lần chàng hạt cùng mẹ nói chuyện Phật Pháp. Vân Báo rõ ràng đã uống quá chén, đang ba hoa cùng Vân Tiêu thương lượng muốn mở rộng kinh doanh thuốc lá từ Lũng tới Thục. Tiền Đa Đa chiêu đãi Hàn Tú Phân không có mặt, chỉ Phùng Anh rất phép tắc cùng hai nhi tử ở bên phục vụ trưởng bối. Đây là một buổi tụ hội gia đình. Vân Hổ thấy Vân Chiêu đã về vội vẫy tay, tới đây uống rượu nào, mấy lão già này muốn sống thêm vài năm để hưởng phúc, không chịu uống rượu với ta nữa. Vân Chiêu cười, Thúc cũng nên nghĩ như thế mới đúng. Vân Hổ cười lớn, ha ha ha, Vân Thị ta có thể từ một đám cường đạo đi tới ngày hôm nay. Ta dù có chết cũng chẳng có gì mà nuối tiếc nữa, nhịn ăn nhịn uống sống thêm làm gì, nào nào, uống đi. Vân Chiêu có chút áy náy, qua lần đại cải cách này, Vân Thị sẽ không phong vương, trong nước không có tước vị, thiệt thòi cho mọi người rồi. Không phong vương cũng được, nhưng Thành Ngọc Sơn và Thư viện Ngọc Sơn phải là của riêng chúng ta. Thành Ngọc Sơn thì dễ, nhưng thư viện liên quan quá lớn, e là không được thông qua. Vân Hồ xem ra rất để ý chuyện này, thư viện Ngọc Sơn do Vân Thị ta bỏ tiền xây dựng.
Nếu như tương lai quốc triều cần một cái thư viện, vậy thì bỏ tiền xây một cái thư viện khác ngoài thành Ngọc Sơn đi. A Trệ, chúng ta không thể nhường bước ở chuyện này. Vân Chiêu không đáp vội, đây không phải là chuyện nhỏ. Vân Hổ đưa tay bế Vân Trương, Vân Hiểu vào lòng, bọn ta già rồi, không biết ngươi làm gì, nhưng không được ủy khuất bọn chúng. Vân thị ta kéo dài ngàn năm là nhờ đời trước quan tâm tới đời sau mới đời đời kế thừa, cha ngươi mất sớm, ngươi có đám thúc bá vô dụng giúp ngươi trông nhà. Mấy cái đạo lý lớn của ngươi không cần nói đâu, nói bọn ta cũng không hiểu, nhưng ở chuyện truyền thừa, ta mong Vân thị tiếp tục truyền thừa trăm năm, nghìn năm, tới mãi mãi. Xung quanh dần im lặng, trong phòng chỉ còn giọng vang vang của Vân Hổ. Bao nhiêu triều đại đã thay đổi, bao nhiêu đế vương hưng suy rồi, chẳng có cái nước kéo dài ngàn năm, nhưng lại có gia tộc ngàn năm. Cho nên ngươi nói chuyện quốc gia, Hổ thúc không quan tâm, Vân thị trường tồn mới là tâm nguyện của ta. Thành Ngọc Sơn, thư viện Ngọc Sơn không phải của mình ngươi, chuyện này ngươi không được tự ý định đoạt, nó là của Vân thị. Vân thị ta là hoàng tộc nhưng không đòi hỏi gì, chỉ hai thứ này thôi, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý. Vân Phúc đang ngủ gà ngủ gật đột nhiên giật mình hô lên, phải viết vào đại điển. Vân Tiêu cũng trầm giọng nói, Vân thị không cần quan trung, không cần lam điền, chỉ cần mảnh đất nhỏ xíu này đã là ủy khuất lắm rồi, chẳng lẽ còn không được. Vân Chiêu thấy mấy vị trưởng bối cùng mẹ đều nhìn mình chằm chằm, biết chuyện này là giới hạn của họ, không có bất kỳ thoái nhường nào nữa, gật đầu, được rồi, vậy thì cứ làm như thế đi. Mọi người bấy giờ mới mỉm cười, ai ngủ thì cứ tiếp tục ngủ, ai uống rượu thì tiếp tục uống rượu, còn thúc giục Phùng Anh nên tranh thủ sinh thêm cho Vân Thị mấy đứa bé nữa. Còn về chuyện thành Ngọc Sơn và thư viện Ngọc Sơn thì không ai đả động gì nữa. Buổi tối nghỉ ngơi, Phùng Anh thấy Vân Chiêu về phòng liền trầm mặc, hỏi nhỏ, chàng không vui sao? Vân Chiêu lắc đầu, yêu cầu của đám thúc bá đề xuất ra không hề cao, thậm chí còn ít hơn tưởng tượng của ta. Nếu thế sao phu quân còn cau mày mãi? Vân Chiêu nhìn Phùng Anh trả lời, thành Ngọc Sơn để lại cho con cháu Vân Thị là chuyện ta đã nghĩ từ lâu, có điều Quan Trung, Ngọc Sơn đều không phải chỗ tốt. Từ khi nhà Đường kết thúc thống trị ở Quan Trung, nơi này kỳ thực đã đi xuống rồi, đây không phải là chỗ tốt để phát triển nữa, nếu đứng ở lập trường Vân Thị, ta sẽ kiến nghị chuyển nhà. Phùng Anh không nghĩ thế, phu quân quên mất hàm nghĩa của cố hương rồi, đẹp cũng không đâu bằng quê hương, thân cũng chẳng thể bằng hương thân. Chàng dù có là anh hùng cái thế, ánh mắt vươn xa vạn dặm thì cũng chỉ có mảnh đất dưới chân nay mới là quê hương thôi. Nó không vì chàng là đế vương mà tỏa hào quang, không vì chàng sa sút mà ảm đạm, được chôn xương ở quê hương là may mắn ở con người. Vân Chiêu trầm ngâm, nàng có biết Đa Đa sẽ nói gì không? Phùng Anh giàu dĩ, hai người tính ra đã đấu đá với nhau từ khi còn bé, tới nay cũng là mười mấy năm trời. Sao mà không hiểu, Đa Đa sẽ nói, Vân Thị hưng thịnh nhờ phu quân, vậy nên do phu quân định đoạt. Ý, làm sao nàng biết? Thiếp hỏi cô ấy rồi, đó là nguyên nhân cô ấy được chàng sủng ái hơn, còn thói xấu của thiếp không sửa được. Vân Chiêu lắc đầu an ủi, đừng sửa, ta suốt ngày nói dối, Đa Đa càng suốt ngày giúp ta lấp liếm, chúng ta cũng cần có người nói thật. Nhưng chàng vẫn sủng ái cô ấy hơn. Phùng Anh hơi phụng phịu hiếm thấy, Vân Chiêu gắt, nói thừa, ai chẳng thích những lời dễ nghe, được rồi, đi ngủ thôi. Chương 784, chuẩn bị trước đại hội. Đoàn quốc nhân từ Tây Vực trở về, tất nhiên Hạ Hoàn Thuần cũng về theo. Khi Vân Chiêu nghe đoàn quốc nhân báo cáo chuyện hành lang Hà Tây, Hạ Hoàn Thuần liền kiếm cơ hội chuồn mất. Đúng như Vân Chiêu dự đoán, từ khi quân đội Đại Minh rời khỏi hành lang Hà Tây, người thổ phồn tất nhiên từ Thanh Hải kéo xuống. Những bộ tộc đó không lớn, nhưng sau khi chiếm lĩnh hành lang Hà Tây gây ra những thảm án kinh người. Trong đó ở hai vùng Trương Dịch, Võ Uy bắt đi hơn 2.000-3.000 người Hán. Bọn chúng thậm chí không tiếp tục chăn thả nữa, mà biên luyện hết trai tráng trong tộc thành quân, sai khiến người Hán làm ruộng cho chúng. Thủ đoạn bọn chúng vô cùng tàn nhẫn, chẳng những tước đoạt hết gia sản, ruộng đất của người Hán, thậm chí cả người cũng thuộc về đám tán phổ lớn nhỏ. Trong đó thế lực lớn nhất là Tắc Nam Nương Hiền tán phổ. Những kẻ này trước kia là người thổ phồn sinh sống ở lưu vực Hoàng Thủy. Khi phát hiện hành lang Hà Tây không được quân Minh bảo hộ, chúng thử thăm dò tấn công Trương Dịch, kết quả là đánh bại cường hào đương địa, chiếm lĩnh thành công nơi đó. Vì thế chúng dốc cả tộc ra đánh. Hạ Hoàn Thuần làm tiên phong thấy thảm cảnh của người Hán liền dẫn 3.000 kỵ binh tấn công Tắc Nam Nương Hiền,
đồng thời những người Hán đó cũng nổi dậy hưởng ứng, tạo thành thắng lợi đầu tiên của Hạ Hoàn Thuần. Không thể không nói, đệ tử của Huyện Tôn rất khác người, hắn biết tạo thế, biết nắm thời thế, lợi dụng thời thế. Đây là cốc rượu làm bằng đầu lâu Tắc Nam Nương Hiền, hắn không dám đưa Huyện Tôn, nhờ ty chức mang tới. Vân Chiêu ngắm nghía cái cốc bằng xương trắng, sai người rửa sạch, rót rượu vào dưới xuống đất tế điện người chết. Sau đó lại rót đầy rượu, lần này tự uống cạn, những kẻ đầu sỏ đã xử lý hết rồi chứ. Đoàn Quốc Nhân từ chỗ ngồi đứng dậy, xử lý hết rồi ạ. Thế vì sao chỉ có một cốc rượu thế này? Đã dùng thập nhất trừ sát lệnh. Vân Chiêu lại hỏi, vậy thập nhất trừ sát lệnh có thể đảm bảo người Hán sinh sống bình yên nếu không có quân đội không? Đoàn Quốc Nhân ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, e là không ạ. Vân Chiêu trả cốc rượu lại cho Đoàn Quốc Nhân, chỉ nói một câu đơn giản, phải đảm bảo được điều này. Người Ô Tư Tàng thì nên sống ở cao nguyên, người Tây Vực thì sống ở Tây Vực, đây là vấn đề nguyên tắc. Đoàn Quốc Nhân thấy ý Vân Chiêu đã quyết, không nói thêm nữa, chuyện này hắn tự giải quyết, nếu để Huyện Tôn phải nói làm sao thì không xứng chức rồi. Vì thế không nói chính sự nữa, quay sang kể về Tuyết Sơn, Thảo Nguyên, sống băng tuyệt mỹ ở hành lang Hà Tây cùng với những truyền thuyết xa xăm. Tiến trình lịch sử kỳ thực là một tiến trình mạnh được yếu thua vô cùng tàn khốc. Vào lúc này đây ở bán đảo Vưu Tạp Thản của lục địa châu Mỹ, vương triều Nguy Địa Mã Lạp và Bá Lợi Tư của người Mã Nhã đang diệt vong. Hơn 20 năm trước, chiếc thuyền buồm Mayflower mang theo 102 giáo đồ thánh giáo, dùng rượu mạnh để đổi đất đai với người Ấn Đệ An. Thêm 100 năm nữa, bọn họ sẽ tặng món quà mang mầm bệnh đậu mùa cho người Ấn Đệ An. So với người phương Tây, người Hán càng hiểu cách đối diện với dị tộc. Mãn Thanh sử dụng chính sách giảm đinh diệt hộ ở Mông Cổ, Vân Chiêu biết điều ấy, với một người chấp chính mà nói. Đó là chính sách không tệ, vì trong thời gian tồn tại của Mãn Thanh, Mông Cổ trừ hai lần phản loạn ra thì đại bộ phận thời gian rất ôn hòa. Từ hiệu suất chính sách mà xét, đó là chính sách hữu hiệu. Có điều Vân Chiêu không muốn dùng chính sách này, không phải vì nó quá tàn khốc, mà là vì Vân Chiêu cần người Mông Cổ tiến về phía Tây giúp y thăm dò Bắc Hải, thậm chí là đất đai rộng lớn phía Bắc Bắc Hải. Trong kế hoạch của Vân Chiêu, cương vực của Đại Minh không những cần tiến về phía Bắc, còn phải tiến về phía Tây Nam, cũng chỉ ba nơi này còn đường mở rộng. Đối với Tây Bắc, Vân Chiêu thực sự quá hiểu, vẻn vẹn hành lang Hà Tây, y đã đi qua 19 huyện, khảo sát 11 huyện. Cho nên y hiểu vấn đề nơi đó, y biết, đồng thời vì báo cáo không tốt còn bị xử phạt cảnh cáo. Khi đó y chẳng có quyền phát ngôn, ngay cả quyền kiến nghị cũng không có, còn giờ thì y có đủ mọi quyền lực, bao gồm là quyền sinh sát. Dị tộc Tây Bắc đại đa số không có khái niệm đất đai, cho nên chỉ cần ra tay xua đuổi là họ sẽ đi. Trong mắt họ đất đai là của thiên thần ban cho, nếu đế vương nhân gian không cho phép thì rời đi là được. Sau khi trò chuyện suốt một đêm với Tôn Quốc Tín lén lút trở về, Vân Chiêu thấy mình có vũ khí còn tốt hơn, vì thế khi trời chưa sáng, y vội vàng hạ lệnh cho Bùi Trọng, mời A Hoanh nổi danh nhất Trường An tới Ngọc Sơn, cùng thương lượng xây dựng chùa lớn ở Ngọc Sơn, kiến lập toàn diện Ngọc Sơn. Vân Chiêu cực kỳ sở trường trong việc kiến lập lên cái gì đó, ít nhất trước kia y từng kiến lập lên một hoa thôn ở nông thôn, quá trình cải tạo rất đơn giản. Đó là mượn ưu thế thôn trang này nằm sát ngay thành thị, trồng rất nhiều hoa trong thôn, sửa đường trong thôn, quét vôi tường nông hộ, phá bỏ nhà xí Lộ Thiên, bảo hộ 61 cây lê tuổi đời trên trăm năm. Chỉnh lý một số món ăn thô sơ biến mất từ lâu nhưng vẫn còn tồn tại trong ký ức mọi người, hơn nữa in đàng hoàng lên thực đơn. Sau đó tới thành thị ra sức tuyên truyền văn hóa cổ xưa và tính cách hiền hòa thân thiện của thôn trang đó. Đồng thời kéo tới một số người già tuổi tác cực lớn, nói với người thành thị, người nơi đó lương thiện ra sao, hiếu khách ra sao, thuần phác ra sao. Làm xong những chuyện đó y tới cầu xin công ty xe bus khai thông tuyến xe bus tới Hoa Thôn. Khi Hoa Thôn khai trương người kéo tới đông nghìn nghịt, chiêng trống vang trời. Náo nhiệt tận 3 năm, sau nghe nói vì chất lượng kém giá lại cao, rất ít người tới nữa. Dù vậy thôn dân vẫn thu được lợi ích cao hơn hẳn làm ruộng. Ngọc Sơn vốn có đủ điều kiện phần cứng để trở thành thần sơn, giờ Vân Chiêu rất muốn tạo dựng Ngọc Sơn thành một tòa thần sơn tụ tập văn hóa, tôn giáo. Tôn Quốc Tín nói rất đúng, đừng lo tín ngưỡng của người dân, chuyện quan phủ cần làm là để người dân kính sợ thần linh, hơn nữa nhất định phải kính sợ toàn bộ thần linh. Sau đó một người mà thần linh gì cũng tin, cũng sợ, tự nhiên mà biến thành vô thần. Đại bộ phận người Hán đều như thế, bọn họ vào chùa thì bái Phật,
vào đạo quán thì bái thần, gặp miếu thành hoàng thì thắp hương. Thấy miếu thổ địa bên đường thì dừng chân cầu khẩn, thậm chí thấy nhà thờ Gia Tô cũng cầu nguyện. Dù sao trong lòng người Hán, cung bái nhiều thần Phật chẳng hại gì. Nay ở trên Ngọc Sơn có nhà thờ Gia Tô lớn nhất Quan Trung thậm chí Đại Minh, có chùa Lạt Ma chỉ nhỏ hơn cung điện Bố Đạt Lạp. Vân Chiêu thấy xây một tòa thần miếu A Lạp là chuyện cấp bách hiện nay. Bao nhiêu thần tiên chen lấn một chỗ, khả năng cao sẽ sinh ra kỳ tích mà Vân Chiêu cũng không ngờ tới. Xây dựng một kiến trúc hoành tráng rất dễ, nhưng phủ lên đó một Phật quang thì lại là chuyện khó khăn. Song đó là việc của Tôn Quốc Tín, không cần Vân Chiêu lo. Đối với vị Phật sống được hàng vạn người thảo nguyên, Tuyết Sơn sùng bái, Tôn Quốc Tín có thừa bản lĩnh đó. Thời gian qua chuyện Vân Chiêu phải làm nhiều nhất là nói chuyện. Cùng Hàn Tú Phân nói tầm quan trọng của khống chế Hải Dương. Bàn với Lý Định Quốc ý nghĩa của quốc gia có chiều sâu vô hạn. Thảo luận yêu cầu tố chất bách tính của một đế quốc với từ ngũ tưởng. Thậm chí gặp Thi Lang bàn tầm quan trọng của việc thống trị eo biển Đài Loan, đồng thời tạo nên một chuỗi hòn đảo bảo hộ hải ngoại. Giải trại cũng về, nói chuyện tăng cường luật bảo hộ bách tính. Tóm lại là những ngày này Vân Chiêu rất bận. Những cuộc đàm thoại này đều chân thành, địa điểm trò chuyện cũng được dày công lựa chọn, Bùi Trọng thậm chí ngay cả chuyện đốt hương gì cho cuộc đàm thoại nào cũng chuẩn bị. Các bạn đang nghe chuyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyệnđọcviệt.com. Chương 785, Chuyện đêm khuya ở Lam Điền, 1. Vân Chiêu họp hành liên miên, vì phải trò chuyện trước, thống nhất tư tưởng, thu nạp ý kiến số đông, tạo thành hiệp ước mà ai cũng có thể chấp nhận, sau đó biểu quyết thông qua ở đại hội rồi chấp hành. Ở đại hội, người sẽ có ý kiến là thương nhân, nông phu, thợ thủ công, chuyện đó chẳng quan trọng, nên thỏa hiệp thì thỏa hiệp. Cần kiên trì thì kiên trì, dù cãi nhau cũng không sao, khiến đại hội càng thêm long trọng, thêm chân thật. Đêm đã khuya, Vân Chiêu vẫn còn đang kiểm tra từng chữ bài phát biểu mang tính cương lĩnh của mình. Trong bài phát biểu này không cho phép có dù chỉ một chữ sinh hàm ý khác, càng không cho phép có chữ nào bị người ta lên án. Vân Chiêu xem xong chữ cuối cùng liền thở phào, dùng con dấu đóng lên, viết lời phê. Bùi Trọng cẩn thận mang đi, chuẩn bị cho in, phát cho mỗi đại biểu tham dự đại hội. Uống cạn cốc trà nguội, Vân Chiêu dựa đầu vào lưng ghế, nhắm, mắt dưỡng thần. Hàn Lăng Sơn đi tới bẩm báo, Huyện Tôn, Lý Hồng Cơ, Trương Bình Trung phái sứ giả tới, hy vọng tham gia đại hội. Vân Chiêu xua tay không thèm cân nhắc, bảo bọn chúng xéo cho thật xa vào. Làm như thế hai người chúng càng thêm quyết tâm đối đầu với chúng ta. Chúng sớm biết ta và bọn chúng không cùng đường rồi, ta biết ý ngươi, muốn để những kẻ đó ngầm tham dự đại hội, nhưng không cần, đại hội phải trang nghiêm, phải thuần túy, không thể xen những thứ khác vào. Vâng, từ chối cúng cũng được, vấn đề là Đại Minh thủ phụ Trần Diễn cũng phái người tới, chuẩn bị dự thính đại hội. Vân Chiêu mở mắt ra, thủ phụ không phải Chu Duyên Nho à? Hàn Lăng Sơn giải thích, Hồng Thư Chủ chiến bại Liêu Đông, Chu Duyên Nho liên lụy, bị phế truất vào ngục rồi, thay bằng Trần Diễn. Trần Diễn sao? Vân Chiêu lẩm bẩm cái tên này, suy ngẫm hàm ý trong hành động dùng người của Sùng Trinh, căn cứ vào tin tức trong cung truyền ra, Hoàng đế sở dĩ giáng tội Chu Duyên Nho, dùng Trần Diễn là để rời đô. Rời đô à? Hàn Lăng Sơn đáp, đúng ạ. Hoàng đế đã nhận ra không thể giữ được kinh thành, chuẩn bị rời đô về Nam Kinh tính kế lâu dài. Nếu hắn đề xuất rời đó sẽ bị chê cười vạn năm, nên hy vọng Trần Diễn chủ động đề xuất chuyện rời đô. Vân Chiêu cau mày, thái độ Trần Diễn thế nào? Trần Diễn cũng rất trọng thanh danh, không chịu ra mặt, hiện giờ đang giằng co với Hoàng đế, hy vọng Hoàng đế lấy tinh thần cứu vãn thiên hạ. Muốn Hoàng đế chết ở kinh thành à? Hàn Lăng Sơn thở dài, bây giờ bọn họ muốn lui về Nam Kinh cũng chẳng còn đường mà đi nữa. Sao lại không? Có thể từ phủ Chân Định qua Sơn Tây vào Hà Nam. Giọng Vân Chiêu nhỏ dần rồi thôi, vì quá nửa Sơn Tây nằm trong tay Lam Điền, Hà Nam cũng vậy, đi tới phía trước nữa là đại bản của Lý Hồng Cơ. Mà đối với Hoàng đế thì y hay Lý Hồng cũng là phường tặc khấu mà thôi. Cho nên khả thi nhất là ra biển từ Thiên Tân, nhưng mà thủy sư Đại Minh thì nát lắm rồi, chỉ còn thương thuyền ra biển tuần tra, không có chiến hạm. Mà đường biển thì bình an chắc. Trịnh Sâm, Giặc Oa, người Tây Dương lại thêm đám Thi Lang, còn nguy hiểm hơn. Vậy thì đám người Châu Diễn cũng không còn đường sống. Hàn Lăng Sơn nghĩ khác, ty chức nghĩ Châu Diễn không cho rằng như vậy,
bọn họ nắm trong tay món châu báu tuyệt thế hoàng đế, dù là ai vào kinh trước, họ cũng có thể đầu cơ kiếm lợi. Không ngờ có một ngày hoàng đế lại biến thành món hàng để người ta trục lợi, nghĩ mà bi ai. Nhưng thiên hạ nát thế này rồi, chuyện hoang đường gì chẳng có, quân quân thần thần cũng thành lời chót lưỡi đầu môi thôi. Vân Chiêu cũng chẳng có nhiều thời gian nghĩ chuyện này, y bận lắm, hơn nữa Hồng Thừa Trù trở về rồi. Hai người gặp lại nhau cùng cười lớn. Hồng Thừa Trù thao khăn che mặt, cười dày, đi thẳng tới giường gấm trong thư phòng Vân Chiêu, khoanh chân ngồi xuống, ta giết, chết Hoàng Thái Cực. Vân Chiêu lắc đầu, ông không giết chết Hoàng Thái Cực, người ta bị bệnh mà chết. Hồng Thừa Trù không để ý tới lời phản bác đó, ta thấy chuyện này có thể khắc lên bia mộ, nếu có con dấu của ngươi nữa thì tốt. Cả nhà ông sẽ bị người Kiến Châu bất chấp mọi giá giết chết. Khi đó hẳn là không còn người Kiến Châu nữa rồi. Hy vọng là thế. Mang rượu tới đi, chúng ta chúc mừng. Nói đúng lắm, nên chúc mừng. Nói thật đấy, khi ông bị người Kiến Châu bắt đi, có gặp bố Mộc Bố Thái không? Không, đó là trái cấm của ngươi, ta nhìn thấy cũng không dám nhớ. Mùng 7 tháng 10 năm Sùng Trinh thứ 16, năm Sùng Đức thứ 8, năm Lam Điền 1643, Thanh Thế Tông Hoàng Thái Cực bệnh mất ở cung Thanh Ninh Thịnh Kinh. Hiếu Đoan Văn Thái Hậu, Hoàng hậu của Hoàng Thái Cực, nữ nhi của Mãng Cổ Tư Tuẫn Táng. Mùng 9 tháng 10 năm Sùng Trinh thứ 16, Thanh Thế Tông Giá Băng, do chưa dự định lập chữ, cho nên sau sự kiện đột phát này, Hòa Thạc Thân Vương Đa Nhĩ Cổn cùng Túc Thân Vương Hào Cách trưởng tử của Hoàng Thái Cực triển khai cuộc triển giành hoàng vị kịch liệt. Hai bên quân lực tương đương, rằng co mãi không thôi. Mắt thấy Đại Thanh sắp đi vào cục diện chia rẽ, Đa Nhĩ Cổn tinh minh tùy cơ ứng biến, đề xuất lập người con thứ 9 của Hoàng Thái Cực là Phúc Lâm làm đế. Do Hòa Thạc Trịnh Thân Vương Tề Nhĩ Cáp Lãng và hắn cùng phụ chính, kết quả được thông qua. Phúc Lâm đăng cơ vào ngày 26 tháng 10. Trong chuyện này nhất định có rất nhiều câu chuyện hay. Vân Chiêu gãi gãi tai, nghe chưa đã? Đương nhiên có rất nhiều. Hồng Thư Trù gắp một miếng tai lợn nhai rau ráu, uống ngụm rượu nuốt xuống. Ngươi nghĩ mà xem, bằng vào cái gì mà Phúc Lâm mới 6 tuổi đã làm hoàng đế, mà không phải hoàng trưởng từ Hào Cách. Trong chuyện này nhất định đã phát sinh nhiều chuyện trọng yếu. Hoàng hậu chết chết Tuẫn Táng, Hải Lan Châu chết, bố Mộc Bố Thái độc chiếm hậu cung Mãn Thanh, sớm nói với ngươi không đơn giản, nói không chừng. Không thể nào ta đã gặp Đa Nhĩ Cổn, cũng coi như một kiêu hùng, không thể vì một nữ nhân mà dâng hoàng vị lên. Đương nhiên là không thể, chuyện này ngươi có tác dụng lớn, Đa Nhĩ Cổn nếu không phải kiêng kỵ ngươi, ngươi cho rằng Đa Nhĩ Cổn dám tấn công Hào Cách sao? Chính vì ngươi mà hắn mới lựa chọn nhẫn nhịn, ngươi đợi xem đi, Hào Cách sẽ chết nhanh thôi, Phúc Lâm cũng thế, Đa Nhĩ Cổn sẽ thành hoàng đế thứ tư của Mãn Thanh. Theo tập tục của Mãn Thanh, bố Mộc Bố Thái khả năng thành hoàng hậu. Vân Chiêu phả ra một hơi rượu, không liên quan tới ta, Đa Nhĩ Cổn và Hào Cách tranh giành hoàng vị đánh nhau thành đầu heo, lúc này không thể tỉnh táo được, nhất định có chuyện khác xảy ra. Còn nữa, Hải Lan Châu chết là do ai ra tay? Liên hệ với Hoàng hậu chết chết Tuẫn Táng, hung thủ rất rõ ràng. Ý có lý, ngươi nói Đa Nhĩ Cổn và bố Mộc Bố Thái là một bọn, còn câu kết gian díu với nhau. Hồng Thừa Trù, hiếm khi nổi tính buôn chuyện một lần. Hai, nam nhân và nữ nhân hợp tác, hợp tới mức lên giường là chuyện thường, cho ông xem cái này. Vân Chiêu lấy từ ống tay áo ra một cái khăn tay đưa Hồng Thừa Trù. Hồng Thừa Trù mở ra xem khẽ ngâm, chớ hướng mưa xuân trách sầm rền. Nước theo gió chảy hoa tự bay, trác nữ vì tình theo tư mã. Ngu cơ máu dưới cờ bá vương, tiếng địch thổi mòn bên gối vắng. Mông đẹp hóa phượng bay điện tây, mỹ nhân này thổ lộ tiếng lòng với ngươi à? Không phải là bố Mộc Bố Thái chứ? Vân Chiêu lắc đầu, đương nhiên không phải của ta, là mật điệp ti muốn cho ta một nhận thức trực quan nên tìm người thêu cái khăn tay tương tự, gửi hỏa tốc 800 dặm về. Ở đâu có cái thế này vậy? Trên giường của Hoàng Thái Cực. Hồng Thừa Trù hít một hơi khí lạnh, chuyện bí ẩn thế mà ngươi cũng biết à? Vân Chiêu nhìn trăng sáng bên ngoài, bình thản nói, ông đâu phải không biết bản lĩnh của Hàn Lăng Sơn, Tôn Quốc Tín. Chương 786, chuyện đêm khuya ở Lam Điền, 2. Hai người đang ngồi nói chuyện yên lành, bỗng nhiên Hồng Thừa Trù từ trên giường gấm nhảy xuống, đi giày vào, đây là lần cuối cùng ta vô lễ với ngươi, bí thư của ngươi đã nhìn ta mấy lần rồi. Vân Chiêu đứng dậy, sao ông tự nhiên xa lạ thế? Ta có nghe Trần Đông kể rất nhiều chuyện về cái tên biến thái Hàn Lăng Sơn,
Ngươi vừa nhắc tới hắn làm ta đột nhiên nhớ tới Cẩm Y vệ thời kỳ Thái Tổ, biết cả chuyện trong phòng the của đại thần. Hồng Thừa Trù nghĩ lại hành vi to gan vô lễ của mình mà đổ mồ hôi. Ông ta biết Vân Chiêu có một đám thủ hạ chẳng những trung thành và còn cực kỳ cuồng nhiệt. Vân Chiêu trấn an ông ta, mật điệp ti của Hàn Lăng Sơn sắp đổi tên thành Cục Điều tra Quân sự. Chỉ nhắm vào quân sự nước ngoài, không quản trong nước. Hồng Thừa Trù lắc đầu, thôi đi, tiểu cữu tử của ngươi nắm giám sát ti, có kém gì mật điệp ti đâu. Giám sát ti sắp quy hoạch sau đại hội Lam Điền không nhận lệnh của cá nhân ta nữa. Lam Điền ta không giống Chu Minh, bất kể thế nào nên giữ đạo quân thuần, với ta chỉ có lợi chứ không hại gì. Vân Chiêu cũng không kiên trì nữa, cười, cũng được, tôn ti trên dưới phải chú ý, ta thì chẳng bận tâm, nhưng sẽ gửi tín hiệu sai lầm cho người khác, đúng là không có lợi với ông. Trước tiên chuẩn bị tham gia đại hội đi, tư liệu hẳn đã đưa tới phòng ông rồi. Nói tới đó Vân Chiêu do dự một chút, còn quản gia của ông. Hồng Thư Trù ngắt lời, khi đó ta đã mang chí tất tử, nào còn để ý tới Hồng Phúc. Có vài chuyện nên nói rõ là hơn, Trần Đông khi đó muốn giết ông, Hồng Phúc chặn trước nòng súng nên mới bị giết. Mà ông cũng biết, Trần Đông chỉ làm theo lệnh, người ra lệnh chính là ta ra lệnh không để ông còn sống rơi vào tay người Kiến Châu. Tới số tới mệnh, chẳng trách ai được. Vân Chiêu thẳng thắn nói, tốt, coi như ta nợ ông. Một lần, không cần nợ. Hồng Thư Trù xua tay rồi đi xa, Bùi Trọng thấy Huyện Tôn vẫn đứng ở trong sân, đi tới nói nhỏ, ông ấy mang cái khăn tay đi rồi. Đó là khăn che mặt mới của ông ấy. Huyện Tôn chưa phê duyệt báo cáo của Hàn Lăng Sơn, hắn hy vọng có thể triệu về mật điệp lưu ở Kiến Châu, bọn họ ở đó không an toàn. Vân Chiêu quay về đại thư phòng xem văn thư của Hàn Lăng Sơn, phê hai chữ đồng ý, đồng thời ghi chú thêm phía sau, có nguy hiểm lập tức rút lui, khi cần dùng toàn bộ nhân viên. Huyện Lam Điền đã qua cái thời kỳ dùng mạng người để mở ra cục diện, mỗi chiến sĩ Lam Điền giờ đây đều là tài phú quý giá, Vân Chiêu không muốn lãng phí sinh mạng của họ một cách vô nghĩa. Hoàng Thái Cực chết rồi, Mãn Thanh trong thời gian ngắn chủ yếu là đấu tranh nội bộ, không mất 2 năm, Đa Nhĩ Cổn không thể hoàn toàn khống chế đại quyền Mãn Thanh, xâm nhập Sơn Hải Quan. Đợi khi đại quân Lam Điền xâm nhập Kiến Châu bọn chúng sẽ đối diện với dòng lũ sắt thép như rời non lấp biển. Hàn Tú Phân phả hơi rượu từ dạ dày ra như cá kình phun nước, dùng khăn tay lau miệng, nói với Trương Quốc Oánh dẫm một chân lên ghế, tử lượng của muội trở nên lợi hại rồi. Trương Quốc Oánh lạnh lùng nói, tỷ tưởng ta trói gà không chặt thì dễ bắt nạt à. Chu Quốc Bình luồn tay vào ngực Trương Quốc Oánh bóp một cái, không sai, dựa vào hai cái này, Phân mặt to không thể là đối thủ của cô. Trương Quốc Oánh phẫn nộ, Bình răng hô, có biết làm thế thế là phi lễ không? Dương Quốc Tú nhăn mặt tránh xa Chu Quốc Bình thêm một chút, cô đúng là có bệnh mà, còn là nữ nhân nữa không? Hàn Tú Phân nói với Dương Quốc Tú, kỳ thực ta cũng rất muốn có một đứa con. Dương Quốc Tú vén lọn tóc rũ xuống qua sau tai, nàng là đại phu cao minh nhất Lam Điền, cứ bắt lấy một nam nhân là nhanh, tiện, an toàn nhất, một không đủ thì kiếm vài người, thế nào cũng thành công. Có thuốc khiến người đó thần trí không tỉnh táo, cũng có thuốc khiến hắn bất chi bất giác trải qua giấc xuân với cô, nhưng mà nói thật, cô vẫn giữ tâm thân hoàn bích, muốn có thai bằng một lần là rất khó. Chu Quốc Bình cười gian, chọn Hàn Lăng Sơn đi, ta có thể giúp cô giữ chặt hắn. Khi đám nữ nhân tụ vào một chỗ, bọn họ ngôn ngữ quỷ dị, hành vi lớn mất, nam nhân khó lý giải được. Nhất là khi bốn nữ nhân ưu tú nhất huyện Lam Điền tập trung trong một phòng, lễ pháp, quy củ, nhân luân trong mắt họ đều không là cái gì hết. Chỉ cần họ muốn, bọn họ có thể phá vỡ giới hạn trong nhận thức mọi người bất kỳ lúc nào. Kỳ thực Tiền Thiểu Thiểu cũng không tệ. Trương Quốc Oánh hạ giọng xuống, đám người Hàn Tú Phân đều ném cho Trương Quốc Oánh ánh mắt khinh bỉ. Bọn ta lo nếu bắt Tiền Thiểu Thiểu thì cô là người đầu tiên xông lên thì có. Trương Quốc Oánh đỏ mặt lớn tiếng nói linh tinh, ta có trượng phu, có con rồi. Dương Quốc Tú đường hoàng nói, ông trời vì muốn nhân loại sinh sôi nảy nở cho nên đem quá trình nam nữ kết hợp thành một chuyện vô cùng sung sướng. Không chỉ con người, dã thú cũng thế, đó là pháp tắc tự nhiên. Dã thú giao phối chỉ với một mục đích là sinh ra đời sau, chỉ có con người là chỉ muốn hưởng thụ quá trình giao phối, chứ không đơn thuần muốn sinh con đẻ cái, đây là hành vi rất vô sỉ. Trương Quốc Oánh, ta thấy bộ dạng của cô bây giờ, e bị Tiền Thiểu Thiểu tổn thương quá lớn. Trong mộng xuân của cô chỉ có Tiền Thiểu Thiểu không có trượng phu của cô là người bị dục vọng dắt mũi, còn không tự kiềm chế được. Cô,
Trương Quốc Oánh đỏ mặt tía tai chỉ tay, Dương Quốc Tú đã quay sang Hàn Tú Phân. Con người thân thể cường tráng thì dục vọng cũng mãnh liệt, Hàn Tú Phân ta thực sự không biết cô ở trên biển khắc chế dục vọng ra sao. Dục vọng là thứ chỉ có thể khai thông, không thể ngăn chặn, cô càng ngăn chặn, một khi bùng phát càng như núi lửa không sao kháng cự được. Cô thân ở vị trí cao, một khi vì dục vọng gây ra sai lầm sẽ thành chí mạng với Lam Điền ta. Mai cô tới phòng nghiên cứu của ta, ta có điều muốn nói. Chu Quốc Bình sáng mắt, ta cũng đi. Dương Quốc Tú nhổ phì một cái, nghiêm mặt nói, biến, không xấu xa như cô nghĩ đâu. Đây là bốn nữ nhân ưu tú nhất huyện Lam Điền, mỗi người đều đứng ở đỉnh cao lĩnh vực của mình vượt xa cả nam nhân. Vậy mà đại hội sắp diễn ra, bốn người tụ lại một chỗ chẳng những chả liên quan, nội dung có khi đáng lôi tới tư pháp ti điều tra một lần. Dù thế nào công tác chuẩn bị đại hội diễn ra khẩn trương thuận lợi. Hội trường được xây dựng xong bên ngoài trước khi tuyết rơi, nay đang khẩn trương trang trí. Thứ này ở Ngọc Sơn không phải là kiến trúc tiêu chí, vì thể cũng không hoành tráng lộng lẫy. Thứ thuộc về nhân dân thì nên đặt ở mặt đất chắc chắn. Thứ thuộc về thần tiên thì nên đặt trên đỉnh núi cao phủ mây. Cái hội trường này sử dụng lượng lớn đá núi lửa mà Hàn Tú Phân đem về, vì xây dựng nó, huyện Lam Điền đã phá hẳn một ngọn núi, khai thác đá xây dựng. Trong hội trường này làm cho Vân Chiêu một khu làm việc rất lớn, đồng thời phòng làm việc của Hàn Lăng Sơn, Tiên Thiểu Thiểu, Trương Quốc Trụ, Giải Trại, Thanh Long cũng đặt ở nơi này. Vân Chiêu phủ quyết đem kiến trúc này xây thành hình dạng hoàng cung, y hướng tới thoải mái thuận tiện làm việc, còn thứ không liên quan vứt bỏ hết. Do đá màu xám, cho nên chỉnh thể kiến trúc cũng màu xám, vì cao lớn nên cực kỳ khí thế. Cột đá khắc rồng chạm phượng cũng bị Vân Chiêu phủ quyết luôn, cho nên tất cả cột đá đều vuông vức, trông cực kỳ chắc chắn. Đây là một cung điện đá mộc mạc. Các bạn đang nghe chuyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 787, Vì Đại Kế Vạn Năm, 1. Xem ra chúng, ta phải làm người hang động rồi. Hàn Tú Phân đứng trước đại hội trường xây dựng dở dang, nàng tỏ ra bất mãn với chuyện hải quân bộ của quân vụ ti chỉ chiếm một tòa viện tử. Vì hải quân bộ quá nhỏ, cho nên nàng có ý kiến với kiến trúc này. Không biết vì sao Hàn Tú Phân sau cuộc trò chuyện riêng với Dương Quốc Tú, con người không còn nóng nảy nữa. Giáo dục bậc cao năm xưa được tiếp nhận từ từ quay lại người nàng, dù phương thức nói chuyện cũng thay đổi lớn. Phải rồi, đại phu viện của cô vì sao lại gọi là vệ sinh bộ, lại còn chiếm cứ diện tích lớn thế? Hàn Tú Phân hỏi, Dương Quốc Tú thể chất yếu ớt, sợ lạnh, cho hai tay vào ống làm bằng da hạn thát, thong thả nói. Kẻ địch của Lam Điền không phải là đám phản nghịch chạy qua chạy lại kia, mà là thiên tai, cô có biết dịch hạch lại bùng lên ở Sơn Đông, Hà Bắc không? Năm xưa cô cũng nghiên cứu các loại bệnh dịch, hơn nữa còn có thành tựu, tiếc là cô lại bỏ ra biển. Hàn Tú Phân kiêu ngạo, khai sáng con đường mới cho Hải quân Lam Điền cũng là một chuyện vinh dự. Dương Quốc Tú khịt mũi, giết người sao bằng cứu người. Chu Quốc Bình hừ lạnh, không giết sao có thể trị thế. Trương Quốc Oánh cũng nói, bớt được người nào chết tốt người đó. Hàn Tú Phân phát ra âm thanh tức cười từ cổ họng, muội là người chế tạo thuốc nổ mà cũng nói tới nhân từ à. Bốn người nhỏ giọng tranh cãi, đi qua đại hội trường, phàm là những người gặp họ, bất kể là công tượng, quan viên hay quân tốt đều đứng nghiêm. Thành tựu của nữ tử tới mức độ như chúng ta coi như là đỉnh cao rồi nhỉ. Vớ vẩn, bia không chữ của Võ Tắc Thiên cách đây không xa, nói thế mà không biết xấu hổ à. Dựa vào nam nhân leo lên có là gì, lão tử đây leo lên dựa vào hai nắm đấm. Không ai phản đối cách tự xưng lão tử của Hàn Tú Phần, còn thấy rất đúng, nhìn nàng chẳng còn chút bóng dáng nữ nhân nữa rồi. Đi qua sảnh đường lớn, đoàn người Hàn Tú Phân nhìn thấy Vân Chiêu. Vân Chiêu rất cô độc, bên cạnh chỉ có Bùi Trọng, khoác chiếc áo choàng đen đứng đối diện với phòng hội nghị chính. Bùi Trọng khẽ nhắc nhở Vân Chiêu. Vân Chiêu nhìn bốn nữ nhân đi tới cảm khái, nhân gian cẩm tú đều ở đây, chỉ tiếc hơi xấu một chút. Bùi Trọng nào dám tiếp lời, hắn rõ ràng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ bốn nữ nhân kia, trên đời chỉ có huyện tôn nói thế về bốn vị này, lấy tướng mạo đánh giá người là không đúng. Dương Quốc Tú là người đầu tiên chỉ trích, nếu các ngươi đi nhờ Đa Đa dạy các ngươi trang điểm, các ngươi sẽ không chỉ là hóa thân của tài trí, dù dung mạo cũng có thể làm người ta khuynh đảo. Vân Chiêu chỉ chiêu, Hàn Tú Phân vung cánh tay lên, nữ nhân thuộc loại hình lực sĩ như mạt tướng làm sao mà biến thành xinh đẹp được.
Vân Chiêu nhìn cánh tay Hàn Tú Phân to hơn đùi mình thì hối hận vô cùng. Năm xưa nên bắt các ngươi đi học nữ công mới đúng. Chỉ là lúc đó thiên hạ loạn lạc, ta nghĩ các ngươi nên có võ lực bảo vệ bản thân. Đâu ngờ chúng ta có thể đi xa tới mức này. Được rồi, không nói chuyện phiếm nữa. Ta hỏi các ngươi vì sao còn chưa ai ký quốc sách ta chuẩn bị thi hành. Hàn Tú Phân cau mày nói ngay, bất công với nữ tử. Vân Chiêu trợn mắt, nữ tử có thể lãnh binh chinh chiến, đi thi làm quan, ngươi dám nói ta chưa đủ coi trọng nữ tử à? Tần Lương Ngọc lên trận chém giết cả đời, còn được Sùng Trinh Hoàng đế phong làm thượng quốc trụ, cho nên nữ tử lãnh binh tác chiến vốn có, không phải huyện tôn khai sáng. Vậy ngươi nói xem triều đại nào có nhiều nữ tử làm quan như thế, ngay trước mặt ta có bốn chủ quan thống lĩnh một phương rồi. Trương Quốc Oánh bắt bẻ, Thượng quan Uyển Nhi làm thượng thư, cũng là quyền thần một đời. Vân Chiêu một trọi bốn làm sao mà thắng nổi, chỉ ngón tay qua mặt bốn nữ tử, phất tay quát, mau ký tên rồi đưa tới bí thư giám cho ta. Dương Quốc Tú kiêu ngạo hất hàm lên, huyện tôn thật vô lý, nói chính sự với người khác đều là thương lượng, sao tới đám nữ tử hạ quan lại hành động theo cảm tính thế. Còn nói không xem thường nữ tử, Vân Chiêu tức giận không thèm nói lý nữa, các ngươi đều do ta mua về. Chu Quốc Bình cười hì hì sán tới gần Vân Chiêu, mua về vậy thì là lão bà của huyện tôn rồi. Nghe mấy người này nói chuyện mà Bùi Trọng mồ hôi ròng ròng, hận không thể biến luôn mình thành vô hình, chỉ lo không may có lời nào trong đoạn đối thoại này lộ ra ngoài mình bị chôn sống. Cũng không biết huyện tôn chấp nhận bao nhiêu điều ước bất bình đẳng, tóm lại là kết quả rất tốt, còn về phần Hàn Tú Phân đấm huyện tôn một cái vào ngực thì chắc chỉ là một hiểu lầm thôi. Ư Kiều nói chuyện hang quá rồi vung tay lên hơi cao, sau đó huyện tôn vô tình đứng đúng chỗ nên đụng phải. Nhất định là thế. Mắt tiễn bốn nữ nhân ngẩng cao đầu bỏ đi với tư thái thắng lợi, Vân Chiêu xoa ngực, tự hào nói. Bọn họ đã hoàn toàn thoát ra khỏi hố sâu tự ti rồi, có như thế mới thực sự thành kiêu hùng một phương được. Bùi Trọng lắc đầu cảm thông, ti chức chưa bao giờ nhìn thấy chút tự ti nào trên người họ, ngược lại mỗi lần thấy họ, ti chức lại cảm thụ được áp lực rất lớn. Huyện tôn dùng nữ tử làm quan cũng phải đối diện với áp lực rất lớn. Đương nhiên có rất nhiều lời nói ra nói vào, Vân Chiêu bĩu môi, áp lực, ta chẳng coi ra gì. Thời gian này thành Ngọc Sơn náo nhiệt vô cùng, tộc nhân Vân Thị cư ngụ trong thành Ngọc Sơn chưa bao giờ thấy nhiều người ngoài ra vào thành như thế. Trời còn chưa sáng cả nhà Lưu Ngọc Thành bán bánh bao đã thức dậy. Đôi vợ chồng ra nhào bộn mì, gói bánh bao, đem hấp, bận rộn cả canh giờ. Cái lồng hấp cao chứa đánh bánh bao. Nhìn hơi nước lượn lờ trên lồng hấp, ông ta rửa tay ngồi bên bếp lò cho thêm than. Lồng hấp vừa bốc hơi, vạn vạn lần không thể vì lửa mà thiếu hơi được. Lúc này trên đường đã nối nhau truyền vào tiếng giao hàng của tiểu phiến. Lưu Ngọc Thành không vội, bánh bao nhà ông ta ngon nổi tiếng trong thành Ngọc Sơn, chẳng cần giao cũng bán được. Hiệu bánh bao của ông ta ở sâu trong ngõ, người ngoài thành khó tìm thấy. Chỉ có người bản địa mới quen đường thuộc lối tìm tới đây. Lưu Ngọc Thành cũng chẳng thích bán cho khách bên ngoài, so ra ông ta thích mời hương thân mua hơn. Lưu Thúc, cho 8 cái bánh bao 2 bát cháo. Một hán tử quan trung cao lớn xách hộp thức ăn tới, người chưa thấy đã thấy tiếng, mẹ ngươi còn ăn được bánh bao nhân thịt à. Lưu Ngọc Thành không nhìn mặt cũng biết là ai, chỉ tay, tự lấy một lồng đi. Hán tử không khách khí dẫm lên ghế lấy cái lồng bánh bao trên cùng rồi đậy nắp lại, nhìn bánh bao trắng tròn to trong lồng. Nói, gần 10 năm rồi tài nghệ Lưu Thúc ngày càng tốt, mẹ cháu mỗi ngày chỉ mong trời sáng để ăn bánh bao Thúc làm. Lưu Ngọc Thành cho bánh bao vào hộp thức ăn thở dài, làm tốt đến mấy mà không có ai kế nghiệp thì cũng ích gì chứ, vài năm nữa thôi ta chẳng làm nổi nữa, ngươi muốn ăn cũng chẳng có chỗ mà ăn. Hoành Cảnh Ca với Hồng Ngọc muội sao không tiếp nhận ạ? Thúc làm ăn tốt thế này cơ mà. Hắc Oa, mấy năm qua ngươi ở thành Lam Điền không ở nhà không biết, Hoành Cảnh Ca của ngươi đi Hán Trung rồi, nha đầu Hồng Ngọc đỗ vào thư viện Ngọc Sơn, một năm nữa là tốt nghiệp. Ra rồi sẽ là người của quốc gia, chẳng hy vọng gì. Hắc Oa tự múc cháo trong nồi, trả tiền xong vốn định đi, nghe vậy nói, một năm sau học tử Lam Điền tản ra khắp nơi, Lưu Thúc muốn gặp lại Hồng Ngọc e là khó. Lưu Ngọc Thành xua tay, không sao, chúng có tiền đồ là được, lão già này giúp chúng trông nhà. Hắc Oa thấy Lưu Ngọc Thành đã có chuẩn bị tâm lý, xách hộp thức ăn đi nhanh về nhà. Chương 788, vì đại kế vạn năm, 2. Hắc Oa sống ở thành Lam Điền 7 năm,
bao năm qua để mẹ già nhiều bệnh một mình trong nhà, xem chừng sắp không kiên trì được nữa rồi. Nhà như vậy ở thành Ngọc Sơn nhiều lắm, người trẻ tuổi gần như đã đi hết. Bọn họ là những người đi theo thiếu gia lập nghiệp sớm nhất, giờ đại bộ phận đều trời Nam đất Bắc, còn thành gia lập thất ở ngoài. Giống Hắc Oa hắn cũng lập gia thất rồi, giờ hắn đảm nhận quân chức ở thành Lam Điền, còn là một trong 6 đoàn luyện sứ. Quân chính quy trong tay chỉ có 50 người, còn lại là bách tính đương địa, chỉ phụ trách phòng thủ thành Lam Điền, không phụ trách tác chiến. Nói cách khác, nếu như hắn muốn về thì phải qua điều động nhân sự vô cùng rườm rà, mà ở huyện Lam Điền, muốn từ trong huyện điều ra ngoài thì dễ, từ ngoài điều về thì khó khăn muôn trùng. Gia quyến thì có thể về, nhưng mẹ hắn không cho, gia quyến về thì trong nhà sao thêm người được. Mà gia nghiệp ở thành Ngọc Sơn không thể mất, cho nên Hoắc Oa rất phiền lòng. Từ khi hắn về tham gia hội nghị, mẹ hắn vô cùng cao hứng, sức khỏe tốt lên, đó là chuyện mừng nhất. Nhìn mẹ ăn tới 3 cái bánh bao, ăn nhiều như thế Hắc Oa hơi lo, có điều trông mẹ rất có tinh thần nên không cản. Con nghe đây, lần này mở đại hội, mẹ không quan tâm tới chuyện khác, nhưng thành Ngọc Sơn nhất định phải giữ lại cho Vân thị chúng ta, lão phu nhân chỉ còn lại chút gia nghiệp này thôi, không thể xung công. Hắc Oa đang ngồi trên mặt đất đi hài cho mẹ ngẩn ra, phải xem ý thiếu gia ra sao chứ ạ. Mẹ hắn lắc đầu, chuyện này không thể làm theo ý thiếu gia được, thiếu gia là đồ bại gia tử. Hắc Oa cả kinh, sao mẹ lại nói thiếu gia như thế, ở nhà xảy ra chuyện gì rồi sao ạ? Mẹ hắn đặt bát cháo với cái bánh bao ăn dở xuống, vô cùng phiền muộn nói, con à, chúng ta không thể thành hoàng tộc nữa rồi. Hắc Oa liền hiểu ý mẹ mình, cũng là đại biểu tham dự đại hội, hắn ít nhiều mường tượng được thể chế mà thiếu gia xây dựng, ở đó đích thực không có hoàng tộc, quý tộc. Hắn thấy điều này rất tốt, thiếu gia tính rất xa, điều này vừa đảm bảo lợi ích Vân thị, lại tránh nguy hiểm trong tương lai, đảm bảo Vân thị vạn năm trường tồn. Kỳ thực lúc ban đầu mô hình kiến thiết Lam Điền của Vân Chiêu thuần túy là mô hình cứu đói giảm nghèo mà y sở trường nhất. Khi bia địa giới Lam Điền chạy ra ngoài, loại mô hình đó cũng đi theo, từ đó tạo dựng lên cơ sở thống trị của Vân Chiêu. Nhưng bản thân mô hình này có hạn chế. Sở dĩ có thể thành công vì cái nhìn của mọi người với Lam Điền rất tốt, mỗi người đều muốn sống như người Lam Điền, do khao khát với cuộc sống mỹ hảo ấy mà Vân Chiêu mới đánh đầu thắng đó. Cùng với việc bia địa giới đi ngày một xa, tác dụng tấm gương ngày một thấp, giới quan trung người ta hoàn toàn chẳng có khái niệm gì về huyện Lam Điền. Cứu đói giảm nghèo có thể tế thế, không thể lập quốc. Nhất là kiến lập lên một đại minh chưa từng có thì càng không thể. Cho nên Vân Chiêu phải đưa ra được một cương lĩnh lập quốc. Hoàng Tông Hy cho rằng thiên hạ của Trung là tư tưởng rất tốt, Vân Chiêu biết Tôn Trung Sơn đã làm thế, kết quả không tốt lắm. Bách tính thiên hạ kỳ thực là một đám ô hợp, bất kể thời đại nào thì cũng vậy, họ luôn là đám ô hợp. Khái niệm chính xác của đám đông ô hợp là đông người thì thắng. Còn địa vị lãnh đạo là bảo bối tỏa sáng, ai ai cũng muốn đoạt lấy, trí giả vì theo đuổi quyền lực mà làm ra hành vi hạ thấp trí tuệ. Khẩu hiệu ăn của chúng, mặc của chúng, sấm vương tới rồi không nộp lương do Lý Hồng Cơ đề xuất là một lý luận nhược trí. Có điều khi dùng với đám đông ô hợp rất hữu dụng. Chế độ phong kiến rõ ràng đã đi tới cuối con đường rồi, cho dù bây giờ Vân Chiêu không thay đổi, tương lai cũng bị làn sóng lịch sử nhấn chìm. Cho nên lấy lý luận gì làm cương lĩnh chính trị của mình, điều này làm Vân Chiêu vô cùng đau đầu. Bản thân y vốn dựa vào gian, lận có được địa vị hôm nay, y không có lòng dạ chỉ trích thiên hạ bình luận cổ kim như Thái Tổ đời sau, càng không có văn tài lai láng tự thành một trường phái như Thái Tổ. Còn về phần ảo diệu của nhìn thấu thiên địa, viết ra văn chương chương như sấm nổ càng không có. Nói khó nghe một chút, y thậm chí không có đủ tàn nhẫn dùng giết chóc trị quốc như Minh Thái Tổ. Y chỉ là một người bình thường, tốt nghiệp một trường bình thường, làm một công việc bình thường. Giờ lại cần người bình thường như y định ra phương hướng của tân thế giới. Áp lực như núi. Ngồi mãi không viết được gì, Vân Chiêu gõ đầu mình, phát ra tiếng ong ong, bên trong trống không, nghe kỹ còn có cả tiếng vọng. Nếu như dùng chủ nghĩa dân chủ lập quốc, vậy thì cái tên muốn làm hoàng đế như y là người đầu tiên bị ngũ mã phân thây. Nếu như dùng mô hình quen thuộc đời sau, Vân Chiêu nghĩ rất lâu cũng không tìm được đầu mối rõ ràng. Thế nên cương lĩnh chính trị của y bây giờ mới chỉ có hai chữ đại minh rất đẹp vì. Y viết đến đó là tắc, sau đó vo viên ném đi viết lại bao lần, thành tựu là viết hai chữ thành thần luôn. Trong lòng Vân Chiêu, y đang kế thừa đại minh chứ không phải là lật đổ đại minh,
là trùng hưng Đại Minh, chứ không phải xây dựng lại Đại Minh. Đặt một cái tên mới không có ý nghĩa gì cả. Thực ra y không làm được cái gì mới, tất cả gì y đang làm đều là kế thừa tinh hoa trí tuệ tổ tiên. Y chỉ góp chút công sức rất nhỏ, dù y lập ra triều đại mới cỡ nào thì nó chỉ là phục hưng, không phải quật khởi. Nghĩ tới đó, bút trong tay Vân Chiêu hết sức tự nhiên viết dòng chữ: vì cái cây dân tộc Trung Hoa muôn đời xanh tươi mà phấn đấu. Viết xong, Vân Chiêu nhìn hàng chữ đó rất lâu, tất cả đoạn phim cuộc sống của kiếp trước kiếp này trôi qua trước mắt. Y chuyên tâm nhìn mỗi đoạn phim đó, nghiền ngẫm thật kỹ mỗi đoạn phim đó, bất kể là sống bình thường hay vinh diệu, cả hai mục tiêu đều nhất trí. Sống bình thường nhưng y yêu tha thiết dân tộc này, sống vinh diệu vẫn yêu tha thiết dân tộc này, đồng thời cảm thấy kiêu ngạo vì mình là một người Trung Quốc. Cho nên mới có câu nói này: quyền lực thuộc về nhân dân, cơ cấu cơ sở hành sự quyền lực là Đại hội Quốc dân. Vân Chiêu miệt mài suốt cả một đêm, khi trời sáng y hài lòng buông bút xuống, vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào đã có một đám người vây quanh. Y đang làm gì? Tất nhiên mọi người đều biết, vì thế kích động chờ đợi. Vân Chiêu cười nhẹ đẩy cương lĩnh của mình tới: cứ như thế đi. Thanh Long cầm lên xem, cả đêm bận rộn kỳ thực viết lại xóa rất nhiều, tổng cộng có hơn 100 chữ thôi. Ngẫm nghĩ chốc lát nói, vẫn là gia thiên hạ, chỉ có điều là tộc thiên hạ của toàn tộc Hoa Hạ. Giải trại xem xong thở phào thi lễ, huyện tôn thực sự buông bỏ được rồi. Vân Chiêu vỗ bàn, này này, xem cho rõ đi, ta muốn làm hoàng đế đấy nhé. Chu Tước vừa đọc vừa gật gù, một hoàng đế vì thiên hạ, xin cho lão phu tham bái. Vân Chiêu xua tay, bái cái gì, đợi ta chết rồi, đậy nắp quan tài hãng bái cũng không muộn. Chu Tước vẫn cố chấp quỳ bái. Chuyện này đáng nhẽ phải làm ở Lạc Dương rồi mới đúng, Hàn Lăng Sơn thực sự đợi đã quá lâu, kích động. Đổi luôn cách xưng hô, đời này xin để Hàn Lăng Sơn dắt ngựa cho bệ hạ, vì bệ hạ ra sức khuyển mã. Từ Ngũ Tưởng ở bên nóng ruột xoa tay liên hồi, ta thật muốn lập tức tham gia đại hội. Đoàn Quốc Nhân khẳng định, đây là tuyên thệ khai thiên lập địa, ắt đưa chúng ta vào trong sử sách. Vân Dương chưa đọc, có đọc thì hắn cũng chẳng nhìn ra ảo diệu trong đó, chỉ thấy xung quanh phấn khích như thế thì tranh thủ nói lớn: đợi kết thúc đại hội, xin bệ hạ cho mạt tướng dẫn binh đông tiến, dọn sạch yêu khí, trả lại một thế giới thanh bình. Từ Nguyên Thọ hai tay cầm tờ cương lĩnh, xúc động vạn phần, đây chính là đệ tử mà lão phu dạy ra, có đệ tử thế này lão phu dù chết ngay lúc này cũng không tiếc nuối gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 789, làm bạn với vua như chơi với hổ, 1. Vân Chiêu thản nhiên tiếp nhận tất cả những lời tán tụng đó, cũng không chỉ trích mấy người đã đổi lại cách xưng hô. Chẳng qua là sớm muộn vài ngày thôi mà, không cần so đo quá nhiều, lại đưa văn kiện cho Hoàng Tông Hy, mời Hoàng tiên sinh gọt rũa. Hoàng Tông Hy mặt mày trang trọng cung kính trả lại, điều bệ hạ viết, từng chữ tựa thiên quân, Hoàng Tông Hy chẳng qua là một nho sinh, sao dám đụng tới bất kỳ chữ nào trong đó. Vân Chiêu chuyển ánh mắt sang Cố Viêm Vũ xưa nay luôn kiêu ngạo không coi mình là người hệ Lam Điền, hỏi, Cố tiên sinh thấy sao? Cố Viêm Vũ lần này bái phục thực sự rồi, cũng đổi cách xưng hô, lưng hơi khom xuống, kính cẩn nói, bệ hạ đã trao quyền lực cho nhân dân. Để nhân dân trở thành chủ nhân duy nhất của mảnh đất này, với chính thể dân chủ hiệp thương này, chúng ta sẽ dung nạp được trăm dòng, theo kịp được thời đại. Thần cho rằng sau đại hội điều chúng ta phải làm đầu tiên là tuyển cử bệ hạ làm hoàng đế Đại Minh, đồng thời lấy đó làm cơ sở tiếp tục thảo luận chính thể, phương hướng của chúng ta. Vân Chiêu đứng dậy vặn lưng, chuyện của ta đã làm xong, chư vị, còn lại dựa vào mọi người đó. Nói xong rời khỏi đại thư phòng. Đợi Vân Chiêu đi rồi, đại thư phòng tức thì trở nên náo nhiệt bội phần, không cần phải kiềm nén kích động trong lòng nữa. Có thể thoải mái phát tiết cảm xúc rồi, có thể thấy ai ai cũng hưng phấn, bất kể đám bí thư Bùi Trọng mang tới bao nhiêu rượu cũng không đủ uống. Vân Dương nâng chén rượu lên hô lớn, ta đề nghị Ngọc Sơn thuộc về bệ hạ, thư viện Ngọc Sơn thuộc về bệ hạ, không biết chư vị có ý kiến gì? Không. Từ Nguyên Thọ tâm tình rất khoan khoái, bây giờ chắc nói gì ông ta cũng đồng ý, vuốt râu cười ha hả, đương nhiên thôi, tất cả mọi thứ ở Ngọc Sơn sẽ thuộc về bệ hạ, ai lại đi phản đối chứ? Hoàng Tông Hy vẫn tỉnh táo, phân biệt rõ ràng, Ngọc Sơn tất nhiên là thuộc về bệ hạ, nhưng người sống ở Ngọc Sơn không thuộc về bệ hạ. Điều này phải ghi vào điển tịch,
không được phép có chút mơ hồ nào, nếu không là phụ lại ý tốt của bệ hạ. Cố Viêm Vũ trước kia luôn nghi ngờ Vân Chiêu chỉ giở thủ đoạn chính trị, giờ mới nhận ra đó thực sự là người có lòng dạ vĩ đại hơn bất kỳ quân vương nào từng xuất hiện. Cảm giác thế giới bừng sáng, toàn thân bừng bừng sinh lực, hận không thể lập tức thực hiện mộng tưởng kia, nói lớn, đợi chúng ta thu lại Sơn Hà cũ. Một tòa thư viện Ngọc Sơn sao còn đủ cho toàn bộ học tử Đại Minh tới học nữa, mũ cho rằng các thông đô đại ấp ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc đều phải thiết lập quan học như thế. Phải có thêm thật nhiều người được học tập, có thế mới thực sự biến mong ước của bệ hạ thành hiện thực. Vì bệ hạ, cạn, cạn, tất cả đồng thanh giơ chén rượu lên, ngửa cổ uống cạn. Khi Vân Chiêu trở về hậu trạch, chuyện ồn ào ở ngoài kia đã truyền về trong nhà rồi, đám phó nhân nam nữ hò reo nhảy múa. Quản gia Vân Kỳ đang quát tháo người đem đèn lồng treo lên, còn người Vân Thị không tới đó góp vui, đều đang đợi y, xếp thành hàng dài đứng đợi. Vân Chiêu biết vậy nên vừa vào tới đại sảnh hậu trạch không đợi ai hỏi đã tuyên bố ngay, Ngọc Sơn là tài sản riêng của Vân Thị ta. Vân Tiêu thở phào một hơi, hài lòng gật gù, tốt, tốt quá, nếu đã đạt thành ý nguyện này rồi tin rằng trong Vân Thị không ai nói gì nữa. Sau đại hội hãy điều Phúc Bá về làm thành thủ đầu tiên, hắc y nhân thành thủ quân của thành Ngọc Sơn. Vân Nương hạnh phúc nhìn nhi tử, rưng rưng nước mắt, nghe nói những người đó đã tôn xưng con là bệ hạ rồi phải không? Vân Chiêu cười hì hì chắp tay, tâm nguyện của mẹ đã đạt được rồi. Vân Nương hoan hỉ vô cùng, miệng thì cười mà nước mắt trào ra, năm xưa chỉ mong nhi tử đỗ trạng nguyên thôi, thế mà chẳng hiểu sao lại thành hoàng đế rồi. Dù chuyện này bà chuẩn bị tinh thần từ lâu, đến khi thực sự xảy ra cuống hết tay chân không biết làm gì. Vừa được Tần bà đỡ ngồi xuống ghế là liền đứng bật dậy, phải rồi, mẹ phải mau mau báo cho liệt tổ liệt tông Vân Thị, còn cả cha con nữa. Đám Vân Tiêu, Vân Hồ đứng dậy theo Vân Nương tới từ đường, Vân Chiêu muốn đi nhưng bị ngăn cản, mọi người nói đợi khi nào y chính thức đăng cơ mới tới từ đường. Vì hoàng đế tế tổ phải chú ý, cả một đám đông hớn hở đi hết kéo nhau, trong phòng chỉ còn lại Vân Chiêu, Phùng Anh, Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa hếch mặt lên với Phùng Anh, ngông nghênh tuyên bố, ta sẽ làm hoàng hậu. Phùng Anh trầm ổn hơn, phì cười, hậu trạch chỉ có hai chúng ta, cô có làm hoàng hậu cũng sai bảo được ai. Sao không hỏi bệ hạ xem, có cần mở hậu cung không, nếu cần tuyển tú chúng ta còn giúp. Không cần, không cần, ba chúng ta là đủ rồi. Vân Chiêu tỏ thái độ rõ ràng dứt khoát, chỉ hai nàng, các nàng đều là hoàng hậu. Mà nếu như Vân Chiêu đã không muốn lập hậu cung, trong nhà chỉ có hai nàng thì hoàng hậu hay không hoàng hậu cũng chẳng quan trọng nữa, nghe chẳng êm tai bằng một câu lão bà. Nhưng mà vị trí thái tử thì quá quan trọng, hai nàng sao không nghĩ cho nhi tử của mình. Có điều đang lúc vui vẻ, nên Tiền Đa Đa và Phùng Anh đều biết ý không nói tới vị trí thái tử. Sau này đại sự đều để đại hội quốc dân định đoạt đi. Vì để hai nàng hoàn toàn yên lòng, Vân Chiêu vẫn nói ra chuyện các nàng quan tâm nhất. Tiền Đa Đa chắp tay hướng lên trời cầu khẩn, mong ra Lam Điền ta bất kể khi nào đều bình an, tương thân tương ái. Đợi thêm một lúc nữa thì có tiếng pháo nổ đi đùng ngoài đường truyền vào còn nhộn nhịp hơn Tết đến. Thi thoảng lại có đám đông hô lên vạn tuế như sấm rền. Thậm chí Vân Chiêu còn nghe thấy tiếng hỏa pháo nổi uỳnh, trong một tích tắc đã nghĩ có biến, sực nhớ tên khốn Vân Dương đang ở nhà. Hôm đó định sẵn là một đêm không ngủ ở thành Lam Điền rồi. Vân Chiêu kỳ thực cũng kích động lắm, chẳng qua nếu giờ y không muốn thể hiện cảm xúc thì đừng hòng có ai nhìn ra điều gì, rất khuya y vẫn nghe thấy đám đông ngoài kia ăn mừng. Nhưng họ chỉ hô vang vạn tuế, không kẻ nào hô tự do hay dân chủ gì cả, y hoàn toàn yên lòng, người ta ăn mừng vì y là hoàng đế chứ không vì thứ khác. Hai chữ hoàng đế xưa nay có ma lực cực lớn. Nó có thể đem toàn bộ quan hệ thân mật trở nên xa lạ, cho dù là phu thê, khi trên đầu trưởng phu đội vương miện vào, cũng sẽ trở nên xa lạ. Trước kia khi cùng Tiền Đa Đa sinh hoạt phu thê luôn là một chuyện khiến người ta sung sướng. Mỹ nhân phong tình vạn chủng vào thời khắc điên cuồng luôn đem dục vọng người ta lên đỉnh điểm, mang tới kết quả khoan khoái. Hiện giờ khác rồi, Tiền Đa Đa trở nên rụt rè, tựa hồ cố ý lấy lòng. Cho nên khi mây tan mưa tạnh, Vân Chiêu nhìn Tiền Đa Đa, hôm nay ta biểu hiện không tốt. Tiền Đa Đa má đỏ hay hay, mặt thể hiện rõ sự thỏa mãn vô cùng, mắt khép hờ cao trào chưa tan, thiếp thấy tuyệt lắm. Nàng không nói dối, thế là Vân Chiêu hiểu một điều, quyền lực không thì là thuốc kích thích với nam nhân, còn là xuân dược với nữ nhân. Đế vương các triều đại đoán chừng cũng không ngừng theo đuổi ái tình, nhưng hoàn cảnh không cho phép, nên đành tìm đi tìm lại mãi,
kết quả là thành hậu cung 3.000. Vân Chiêu và Tiền Đa Đa cũng tính là vì ái tình mà tới với nhau, giờ nàng cũng đã biến thành bộ dạng này, có trời mới biết người khác biến thành thế nào. Nghĩ vẩn nghĩ vơ cả đêm, sáng hôm sau Vân Chiêu dậy rất muộn, mở mắt ra một cái liền nhìn thấy Tiền Đa Đa đã ăn mặc trang điểm kỹ lưỡng tỉ mỉ, thấy trượng phu mở mắt ra liền nở nụ cười tiêu chuẩn. Kết quả chưa kịp nói gì, đã bị Vân Chiêu ấn xuống giường, vò rối tóc nàng, làm nhoe nhoe trang điểm, sau đó cuốn vào trong chăn, kiếm chỗ thịt dày đấm vài cái, lúc này mới sảng khoái. Hôm nay dừng ở đây. Chương 790, làm bạn với vua như chơi với hổ. 2. Chàng làm hỏng trang điểm của thiếp rồi, thiếp tốn mất nửa canh giờ đấy. Tiền Đa Đa mếu miệng muốn khóc, nàng tốn công ăn mặc một phen còn đang đợi trượng phu khen ngợi. Kết quả không như ý muốn, Vân Chiêu chẳng thèm để ý, vừa rửa mặt vừa nói, nàng là đồ lợn lười, dậy sớm thế để làm gì. Sau này chàng phải tảo chiều, thiếp không thể để người khác nghĩ chàng tham hoa luyến sắc, từ đó quân vương không tảo chiều. Ai bảo nàng sau này ta phải tảo chiều, chàng là hoàng đế mà. Ai bảo nàng là làm hoàng đế phải tảo chiều, bọn ta mỗi người có văn phòng riêng, gặp phải vấn đề tới phòng hội nghị cùng thương lượng là được. Việc quái gì mà trời chưa sáng đã xua người ta dậy như một đám ngốc mặc đồ diễn kịch mới dùng để đi đóng giả tượng chứ. Tiền Đa Đa muốn khóc thật, thế thì không giống hoàng đế. Vân Chiêu ngang ngược tuyên bố, ta làm thế nào thì hoàng đế chính là thế đấy. Nàng phải nhớ, trên đời này có phu quân của nàng trước, mới có hoàng đế Vân Chiêu, đừng có nhầm thứ tự. Từ hôm qua tới giờ nàng không thấy thiếu tự nhiên à? Tiền Đa Đa ương bướng lắc đầu, không hề, thiếp thấy rất tốt. Vân Chiêu dùng hai tay béo má nàng, nàng ở thư viện mấy năm phí hoài, chỉ làm hại bao người mất chữ quốc trong tên, chẳng học được gì. Đôi mắt to của Tiền Đa Đa đảo mấy vòng liền, cuối cùng nhận ra mình bị trưởng phu ngược đãi, nhảy phát lên lưng Vân Chiêu cắn vai y, rất lâu mới chịu buông. Không được nói với Phùng Anh, càng không được cảnh cáo cô ta trước. Nghe lời đe dọa của Tiền Đa Đa, Vân Chiêu cười, ít nhất lão bà quay về rồi, gỡ nàng từ lưng xuống, hôn ngấu nghiến, ném xuống giường đánh vào mông, sau đó nghênh ngang rời phòng. Từ đại trạch Vân Thị tới đại thư phòng hơn 1.000 bước, mà Vân Chiêu giơ chân đá người lên tới con số 300. Ăn đá trước tiên là Vân Xuân, Vân Hòa. Hai nha đầu trắng kiện này đầu vấn một búi tóc cao vút kỳ quái, người mặc y phục kỳ quái. Vân Chiêu vừa đi ra liền thấy chúng quỳ trước cửa như sư tử đá. Cảnh này khiến Vân Chiêu giống lên đá hai con sư tử đá. Thường ngày y mà nổi giận một cái là hai nha đầu này chạy biệt tăm khiến y không có chỗ phát tiết. Hôm nay cứ quỳ đó không nhúc nhích, Vân Chiêu đi khắp nơi tìm dao, hai đứa ngốc mới khóc lóc bỏ chạy. Vân Thụ, đệ đệ của Vân Dương mới sáng sớm đã toàn thân giáp trụ làm bản thân vàng chói mắt, tay cầm một thanh mã sóc không biết kiếm đâu ra, đứng giữa nội trạch và ngoại trạch Vân Thị làm môn thần. Khi hắn nhìn thấy Vân Chiêu đi tới, ôm mã sóc chắp tay thi lễ, xin thứ mạt tướng mang giáp trụ không thể hoàn thành nghi lễ. Chắc là nghe được trong mấy vở kịch đây, mẹ nó, thứ bất học vô thuật này. Vân Chiêu thấy thế hít sâu một hơi, tích đủ sức lực, cong một cái đá vào chân Vân Thụ. Thế là chân phải của Vân Chiêu mất cảm giác, vừa rồi đá vội quên mất tên này mặc giáp vàng. Chân phải vừa mới khôi phục chút cảm giác, Vân Chiêu quát tên khốn kiếp quay người đi, vì thuận tiện cưỡi ngựa nên mông không có giáp, vừa vặn để Vân Chiêu đá. Vân Chiêu đá Vân Thụ suốt dọc đường, đá từ hỏa sảnh đá tới tiền sảnh mới thôi, quát cha hắn là Vân Kỳ, còn dám đóng giả môn thần đánh 20 roi. Thế là Vân Kỳ sợ hãi quỳ sụp xuống khấu đầu, xin bệ hạ tha mạng. Vãi, lão tử định giết người bao giờ, Vân Chiêu tức điên cho cả cha lẫn con mỗi người một cái. Đại Hồng Lư Chu Tồn Cực vốn đáng định quỳ lại thấy cảnh đó hai chân vừa khom xuống liền đứng thẳng, mặt mang nụ cười rất thiếu tự nhiên, bệ hạ. Quy củ hoàng gia cần thời gian dài huấn luyện mới được, vừa vặn nội tử được lễ bộ đại minh dạy bảo, có thể đưa ít ma ma vào nội cung dạy. Thần cũng từ nhỏ được học lễ pháp, có thể phân ưu cùng bệ hạ. Vân Chiêu cười lạnh, lão bà ngươi cũng tính là mỹ nhân hiếm có, ngươi không sợ vào nội trạch của ta có đi không có về à? Chu Tồn Cực ngớ người, bệ hạ nói đùa rồi. Vân Chiêu nhìn hắn gắn giọng, ta không đùa, dám đưa lão bà ngươi tới dạy quy củ rắm chó gì đó thử xem. Lão tử cho ĩnh bụng ngay. Chu Tồn Cực cẩn thận lấy ống tay áo thấm mồ hôi chán, bệ hạ lệnh thần chỉnh. Chỉnh lý điển chương nghi lễ, vi thần triệu tập vô số đại gia lý học, tốn 3 tháng rốt cuộc hoàn thành.
có làm theo nguyên tắc của ta không đấy? Thần không dám vượt quyền. Vân Chiêu nghiêm giọng nói, quốc gia cần có đại lễ, dù kính thiên hay tế tổ, hoặc bái tướng mừng công, vạn quốc lai triều, chung vui với dân, tất nhiên càng long trọng, càng quy củ càng tốt. Còn với cá nhân, dù là hoàng đế cũng không nhận nổi vạn dân triều bái. Đại lễ chân chính thuộc về công thần dẹp loạn, mở rộng bờ cõi. Thuộc về liệt sĩ đổ máu vì mảnh đất này, thuộc về chí sĩ bác học phẩm hạnh cao với công với thiên hạ, thuộc về tấm gương nhân hiếu xuất chúng làm gương muôn người. Còn lại không đáng dùng đại lễ, điền này ngươi phải nắm cho chắc. Ta không xem điển chương đại lễ ngươi soạn ra, bằng vào những lời ngươi vừa nói, thứ ngươi soạn ra ắt không thích hợp, cần phải trao đổi với đám Hoàng Tông Hy, Cố Viêm Vũ nhiều hơn. Chu Tồn cực vội khom người, vi thần tuân lệnh. Còn chưa phải là hoàng đế mà tất cả mọi người đã đối xử với Vân Chiêu như hoàng đế rồi. Từ tộc nhân Vân Thị tới người ở thành Ngọc Sơn rồi quan viên các nơi cùng học tử thư viện, ai nấy đều tỏ ra kích động, cũng hết sức lóng ngóng, người quỳ người bái loạn xạ trả ra cái thể. Thống gì? Nghĩ cũng phải thôi, cái ngọn núi nhỏ chỉ sản sinh cường đạo, không ngờ giờ xuất hiện hoàng đế, bảo sao không kích động, bảo sao không biết phải làm thế nào. Bởi thế khái niệm đối đãi với hoàng đế thuần phác nhất xuất hiện, chỉ cần thấy Vân Chiêu là quỳ xuống khấu đầu. Vân Chiêu về tới đại thư phòng thì hai chân đá người tới tê hết cả, bọn họ càng cung kính thì y càng nóng nảy. Y đá đít người ta, còn bản thân bị người ta đã ra khỏi hoàn cảnh sống quen thuộc, vô cùng khó chịu. Khi Vân Dương tới, Vân Chiêu nhìn hắn chằm chằm, nếu tên này quỳ xuống là y xông tới đá đít ngay. Rất may, Vân Dương cười toe toét, chỉ là không dám đặt mông ngồi lên bàn của y nữa, điểm này Vân Chiêu hoàn toàn hài lòng. Hôm qua ta bảo cha ta rồi, đừng quỳ lại ngươi, bị cha ta chửi cho một trận. Ừm, không tệ, bao năm rốt cuộc ngươi cũng làm đúng được một chuyện. Hôm qua ta chính thức đề nghị đem thành Ngọc Sơn và thư viện Ngọc Sơn quy về nhà ta, ai cũng đồng ý, Từ tiên sinh còn nói đây là chuyện hiển nhiên. Vân Dương tranh thủ khoe công, Vân Chiêu gật gù, tốt, làm đúng chuyện nữa. Vân Dương lại nói, nhưng hai tên Hoàng Tông Hy, Cố Viêm Vũ lại rất đáng ghét, rõ ràng không đồng ý chuyện thư viện Ngọc Sơn thuộc về nhà ta. Tuy không nói ra, nhưng muốn lập năm thư viện tương tự khắp Đông Tây Nam Bắc, nếu để chúng làm như thế, thư viện Ngọc Sơn của nhà ta còn tác dụng rắm gì nữa. Vân Chiêu cười, người ta kiến nghị không sai đâu, sau này đừng nói năm, chúng ta ít nhất kiến lập tới 500 cái thư viện không chừng, Đại Minh cần nhân tài các mặt, vài cái sao mà đủ. Hả, nếu ai cũng là người đọc sách thì ai đi làm lính, ai đi làm ruộng, làm công, buôn bán chứ? Vân Dương bị dọa nhảy dựng lên, Vân Chiêu liên tục xua tay, ngươi nghĩ ngược rồi, nếu ai ai cũng đọc sách thì chúng ta càng có nông phu, binh sĩ, công tượng, thương cổ giỏi hơn. Đọc sách là quyền lợi của tất cả mọi người, vì chỉ có đọc sách biết chữ mới thành được con người thực sự, chúng ta cần đảm bảo quyền lợi của họ không bị xâm phạm. Vân Dương đấm bàn, người đọc sách khó quản lắm. Vân Chiêu cầm bút lên vừa phê duyệt văn thư vừa nói, vậy sau này ngươi làm việc bớt qua quýt đi. Làm gì cũng phải đàng hoàng vào, đừng có hàm hồ để lại ấn tượng là ngươi muốn phạm pháp, tất nhiên không dễ quản lý. Hai huynh đệ trò chuyện nhìn có vẻ thoải mái đấy, chỉ là khi ra ngoài, trời lạnh thế mà Vân Dương vẫn lau mồ hôi, làm Vân Chiêu thua xót. Y dám khẳng định lúc này mình đã biến thành hổ rồi, con hổ trong câu làm bạn với vua như chơi với hổ. Tính chất đặc biệt của quyền lực làm ai nấy đều phải cẩn thận. Mặc dù Vân Chiêu muốn thay đổi tính chất của hoàng đế, nhưng trong mắt mọi người, hoàng đế gì cũng là hoàng đế, hổ gì cũng ăn thịt. Mà một con hổ vừa cười vừa ăn thịt càng thêm đáng sợ. Các bạn vừa nghe xong tập 79 của bộ truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.